chương 3340, Hoàng Diễm Đạo tự tin. Hoàng Diễm Đạo này đối với Lâm Phong hiển nhiên vẫn có nhất định hiểu rõ. Vậy mà biết Lâm Phong nắm giữ lấy trí tôn bá khí. Hoàng Diễm Đạo tranh sắc bá khí đột phá đến đệ cửu trọng thiên. Người này thiên phú thật đúng là khủng bố đến cực điểm, vậy mà đem bá khí tu luyện đến cao như thế sâu tầng thứ. Để cho Lâm Phong cũng không khỏi hơi bị rung động, chính là bởi vì đem bản thân bá khí tu luyện đến đệ cửu trọng. Cho nên Hoàng Diễm Đạo mới không có đem Lâm Phong trí Tôn Bá Khí để vào mắt. Dưới cái nhìn của Hoàng Diễm Đạo, trí Tôn Bá Khí cho dù cường đại hơn nữa, thế nhưng bởi vì cảnh giới thật sự là quá thấp, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng hắn tranh sắc bá khí chống lại. "Quỳ xuống cho ta." Hoàng Diễm Đạo thanh âm băng lãnh nhìn về phía Lâm Phong, trong con ngươi lóe ra lạnh lạnh sát ý. Hắn quát lạnh một tiếng, chấn triệt thiên địa, kinh động bốn phương, thật sự là bá khí vô cùng để cho rất nhiều tu sĩ không khỏi hơi bị ghé mắt hoàng diễm đạo thật sự là rất đẹp trai a à, phải gả liền gả hoàng diễm đạo một ít nữ tu thì là nhỏ giọng giao lưu không khỏi bị hoàng diễm đạo loại kia bá khí vô cùng hình tượng mê thần hồn điên đảo hoàng diễm đạo xác thực bá khí vô song a à, người này tương lai tất nhiên hội lấy được cực kỳ nghịch thiên thành tựu không sai tương lai tối thiểu nhất đều là tinh không bá chủ cấp bậc tồn tại rất nhiều nam tu sĩ cũng lên tiếng đối với hoàng diễm đạo hết sức tôn sùng cho rằng Hoàng Diễm Đạo tất nhiên hội lấy được làm cho người ta rung động thành tựu. Đây chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Về phần Lâm Phong, thì là bị mọi người không để ý đến. Hoàng Diễm Đạo hiện giờ gần như vì vậy vô pháp chống lại tồn tại, bá khí cũng bị Hoàng Diễm Đạo tu luyện đến để cửu trọng trí cao tầng thứ. Lâm Phong làm sao có thể cùng Hoàng Diễm Đạo chống lại? Ngay tại mọi người nhao nhao cho rằng Hoàng Diễm Đạo rất nhanh muốn chấn sát Lâm Phong thời điểm. Lúc này, thừa nhận Hoàng Diễm đạo bá khí công kích Lâm Phong cũng tế ra chính mình chỗ nắm giữ bá khí. Lâm Phong âm thanh băng lãnh bỗng nhiên truyền ra, Hoàng Diễm đạo. Người cho là mình đem tranh sắc bá khí tu luyện tới để cửu trọng liền có thể chống lại ta trí tôn bá khí sao? Quả thật chính là thật quá ngu xuẩn ý nghĩ, cấp bậc thấp bá khí chính là cấp bậc thấp bá khí, tại sao có thể cùng trí tôn bá khí loại này đẳng cấp cao bá khí chống lại đâu này? Đẳng cấp cao bá khí đối với cấp bậc thấp bá khí có chí mạng nhất áp bách, loại này áp bách tương đương với sinh mệnh tầng thứ áp bách, hiện tại, ta liền để cho người biết trí tôn khí phách chỗ khủng bố. Oanh, tiếng nói hạ xuống, trí tôn bá khí đệ nhị trọng vô tận bá khí bị lâm phong thi triển xuất ra. Tuy lâm phong trí tôn bá khí tu luyện đến bá khí đệ nhị trọng tầng thứ. Thế nhưng là, vẫn khủng bố đến làm cho người ta không khỏi hơi bị ngạc nhiên trình độ. Phanh, cùng với kia mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra, hai loại bá khí đụng đụng vào nhau, giờ này khắc này, nếu là đem hoàng diễm đạo tranh sắc bá khí ví von thành đại hải minh mông khổng lồ lực lượng. Như vậy, lâm phong trí tôn bá khí chính là vô kiên bất tồi lợi kiếm. Chuôi này vô kiên bất tồi lợi kiếm có thể dễ dàng bổ ra đại hải minh mông bên trong nước biển. Phốc, xé rách thanh âm, bỗng nhiên truyền ra, lâm phong trí tôn bá khí bày ra gần như tại nghịch thiên chiến lực. Trực tiếp phá hủy hoàng diễm đạo tranh sắc bá khí, sau đó tiếp tục hướng phía hoàng diễm đạo đánh giết mà đi. Không có khả năng. Hoàng Diễm Đạo khó có thể tin gầm hét lên, hắn tranh sắc bá khí đã tu luyện đến đệ cửu trọng. Tuy nhiên lại vẫn bị Lâm Phong đệ nhị trọng trí tôn bá khí cho phá hết. Điều này làm cho Hoàng Diễm Đạo vô pháp tiếp nhận, bởi vậy Hoàng Diễm Đạo gào lên, hắn không muốn tin tưởng mình thấy hết thảy. Thế nhưng là đây hết thảy, đều là chân thật, Hoàng Diễm Đạo công kích, bị triệt để phá hủy. Hơn nữa trí tôn khí phách huy lực như cũ cực kỳ khủng bố, mắt thấy muốn đánh giết ở trên người Hoàng Diễm Đạo. Hoàng Diễm Đạo phản ứng cực kỳ cực nhanh, nhanh chóng thi triển ra một chiêu đại huyền vũ thuật. Ngưng tụ ra tới một khối giống như huyền vũ quy sát đồng dạng phòng ngự tinh bích. Đại huyền vũ thuật, công phòng nhất thể, trong tam thiên đại đạo cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại đạo. Thế nhưng là, mặc dù thi triển ra đại huyền vũ thuật, Hoàng Diễm Đạo hàng đêm không thể đủ hoàn toàn hóa giải vô tận bá khí môn thần thông này công kích. Răng rắc răng rắc, đại huyền vũ thuật ngưng tụ thành phòng ngự tinh bích bị phá hủy. Mà sau đó, Hoàng Diễm Đạo bị đánh bay ra ngoài, hoa, à, Hoàng Diễm Đạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Làm sao có thể, rất nhiều tu sĩ đều là không dám tin biểu tình, vừa mới Hoàng Diễm Đạo ra sao nó bá khí. Thế cho nên để cho mọi người nhao nhao tin tưởng Hoàng Diễm Đạo tất nhiên có thể chu sát Lâm Phong. Thế nhưng là kết quả lại là Lâm Phong đem Hoàng Diễm Đạo đánh thổ huyết. Loại này cực hạn tương phản, để cho rất nhiều người vẫn không thể đủ phục hồi tinh thần lại cái này chính là tu vi của ngươi sao, thật sự là quá yếu, trong mắt ta, quả thật như kiến hôi đồng dạng, tại đây điểm tu vi cũng dám xuất ra khoe khoang. Ta nếu là ngươi, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn bế quan tu luyện, mà không phải xuất ra châu bò, có vài câu gọi là châu bò gặp xét đánh. Bất quá ngươi sẽ không gặp xét đánh, nhưng hội chết ở chỗ này. Ngươi yên tâm đi, cái chỗ này chết tu sĩ không ít, trên đường hoàng tuyển ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Lâm phong âm thanh băng lãnh bỗng nhiên truyền ra tại Hoàng Diễm Đạo bị vô tận bá khí đánh bay ra ngoài thời điểm. Lâm Phong cũng đã rất nhanh xông về phía Hoàng Diễm Đạo. Trong chớp mắt liền vò tới bên người Hoàng Diễm Đạo, sau đó luân động tay phải, một quyền hướng phía Hoàng Diễm Đạo đánh giết mà đi, gấp 5 lần long tượng chi tí vận chuyển lên, Lâm Phong một quyền liền có thể đủ phấn toái chân không. Hiện nay lực lượng Lâm Phong tăng lên tới một loại đủ để cho người ngạc nhiên thất sắc trình độ. Thân thể chém giết, đây là Lâm Phong am hiểu nhất phương thức ta xem là ngươi tại tự tìm đường chết, vậy mà cùng chúng ta Hoàng Kim Thánh sư tổ cận thân tác chiến, quả thật chính là ngu xuẩn đến nhà. Hoàng Diễm đạo vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía Lâm Phong. Vừa mới bị Lâm Phong kích thương, bị Hoàng Diễm đạo nhìn tới vì vô cùng nhục nhã. Hiện tại Hoàng Diễm đạo hận không thể đem Lâm Phong cho phanh thây xé xác. Nguyên bản Hoàng Diễm đạo cảm thấy có lẽ cơ hội hết sức mù mịt. Bởi vì Lâm Phong chiến lược thật sự là quá cường đại, vượt quá dự liệu của hắn bất quá hoàng diễm đạo lại không nghĩ tới sự tình vậy mà xuất hiện chuyển cơ lâm phong vậy mà lựa chọn cùng hắn thân thể tác chiến hoàng kim thánh sư tộc thân thể bản thân liền vô cùng cường đại thậm chí có thể cùng thần ma chống lại mà hoàng diễm đạo người này tại còn trẻ thời điểm nuốt qua hóa đá cỏ loại này quỷ dị linh thảo thân thể có thể hóa đá nhục thể của hắn so với cái khác hoàng kim thánh sư tộc tộc nhân mạnh hơn nhiều bởi vậy cận thân tác chiến cũng là hoàng diễm đạo am hiểu nhất thủ đoạn một trong Hiện giờ Lâm Phong lựa chọn cùng Hoàng Diễm Đạo cận thân tác chiến, ở giữa Hoàng Diễm Đạo dưới hoài. Đối mặt với Lâm Phong gấp năm lần long tượng chi tí công kích, Hoàng Diễm Đạo đồng dạng một quyền hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Tại hắn ra quyền thời điểm, thân thể của hắn vậy mà trong chớp mắt hóa đá. Hoàng Diễm Đạo một quyền đánh ra, hư không tan tành. Công kích của hắn mạnh, quả thật rung động nhân tâm. Hoàng Diễm Đạo khóe miệng khơi gợi lên lạnh lùng biểu tình, dưới cái nhìn của hắn, thừa nhận hắn này khủng bố vô cùng một quyền. Lâm Phong không chết cũng trọng thương. Chương 3341, vô địch có tư thế Lâm Phong. Vậy tiểu tử thật sự là ngu xuẩn đến nhà a, thân là nhân tộc tu sĩ, vậy mà lựa chọn cùng Hoàng Diễm đạo thân thể chém giết, thật sự là ngại chính mình sống quá dài, cho nên muốn nhanh lên đi tìm chết sao?" Có tu sĩ châm chọc nói, cảm thấy Lâm Phong lựa chọn cùng Hoàng Diễm đạo cận thân tác chiến, cùng mình tự tìm chết có cái gì khác nhau. Cũng không phải chưa vị nghĩ như vậy, cái này cơ thể Lâm Phong cũng là cực kỳ cường đại. Không giống những người khác tộc tu sĩ thân thể nhỏ yếu. Có tu sĩ nói, thế nhưng là nhục thể của hắn cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng cơ thể Hoàng Diễm Đạo chống lại, bởi vì cơ thể Hoàng Diễm Đạo có thể hóa đá, một khi hóa đá sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Gần như không người có thể ngăn, đón lấy lại có tu sĩ nói, xác thực như thế, cơ thể Hoàng Diễm Đạo một khi hóa đá, xác thực khủng bố vô biên. Một người khác tu sĩ nói, phanh, cùng với một đạo nặng nề va chạm thanh âm truyền ra. Hóa đá về sau Hoàng Diễm Đạo cùng Lâm Phong gấp 5 lần long tượng chi tí va chạm một kích. Đón lấy tất cả mọi người liền thấy được kia để cho bọn họ rung động không, thậm chí khó mà tin được một màn. Tại hai người va chạm qua đi, Hoàng Diễm Đạo vậy mà giống như như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Oa, à, Hoàng Diễm Đạo không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Răng rắc răng rắc, cùng lúc đó, cùng Lâm Phong đụng vào nhau cái kia cánh tay, cũng trực tiếp đứt gãy. xương trắng đều khỏa thân hiện ra kia lành lạnh xương trắng, tản ra một cỗ âm trầm khủng bố cảm giác. Làm cho người ta có một loại tâm thần run rẩy cảm giác. Xung quanh lặng ngắt như tờ, không còn một tia thanh âm, mỗi người con mắt đều trừng lớn, trong mắt thiếu chút nữa không có trực tiếp trừng xuất ra. Những tu sĩ này, vốn tưởng rằng thân thể tác chiến dưới tình huống lâm phong căn bản không thể nào là đối thủ của Hoàng Diễm Đạo. Thế nhưng là kết quả lại cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Lâm Phong một chút sự tình cũng không có. Ngược lại là Hoàng Diễm Đạo không chỉ có bị Lâm Phong đánh thổ huyết, liên thủ cánh tay đều đã đoạn một mảnh, rung động, mỗi người nội tâm chi đều là thật sâu rung động, Lâm Phong bày ra chiến lực, thật sự là tuyệt thế vô cùng, kinh động thập phương, chiến lực mạnh, không thể địch nổi. Không không không, đây tuyệt đối không phải thật là, đây tuyệt đối không thể nào là thật sự. Hoàng Diễm Đạo căn bản vô pháp tiếp nhận một màn này. Vừa bắt đầu nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, Hoàng Diễm Đạo đối với Lâm Phong là như thế khinh miệt như thế xem thường căn bản không có đem lâm phong để vào mắt thế nhưng là hiện giờ bất kể là pháp lực thúc giục thần thông quyết đấu cũng hoặc là thân thể quyết đấu hắn đều thất bại thảm hại điều này làm cho hoàng diễm đạo như thế nào tiếp nhận hoàng diễm đạo là một cái cực độ tự phụ người hiện giờ hắn bại thảm hại như vậy đây quả thực giết đi hoàng diễm đạo còn muốn cho hoàng diễm đạo càng thêm khó chịu chỉ là hiện giờ hoàng diễm đạo biết hắn bại thế đã định căn bản vô lực phản kháng lâm phong lại lưu lại cuối cùng chỉ có một con đường chết bởi vậy hoàng diễm đạo quay người hướng phía bên ngoài lao đi muốn bỏ trốn mất dạng lâm phong thần sắc hờ hững nói hiện tại muốn đi đã đã muộn ta nói giết ngươi hôm nay sẽ giết ngươi lâm phong những lời này thật sự là bá khí không a à. đó là một loại chân thật đáng tin ngữ khí đó là một loại đối với chính mình không tự tin nói giết người đó liền giết người đó tuyệt đối sẽ không lưu cho đối phương cơ hội vô tận bá khí lần nữa thi triển ra Bay thẳng đến chạy trốn Hoàng Diễm Đạo đánh giết mà đi. Phanh, một kích kia đánh giết tại Hoàng Diễm Đạo thân, Hoàng Diễm Đạo bị đánh bay ra ngoài, oa, hắn lần nữa đại khẩu thổ huyết, tổn thương thêm tổn thương. Lâm Phong, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu ngươi phải không giết ta, ta thề ngày sau không bao giờ. Nữa đối địch với ngươi, hơn nữa ta có thể cam đoan chúng ta Hoàng Kim Thánh sư tộc cũng tuyệt đối sẽ không lại đối địch với ngươi như thế nào đây. Hoàng Diễm Đạo không khỏi quát lớn, lâm phong cười lạnh nói hừ hoàng kim thánh sư tộc thì như thế nào hôm nay ta giết định ngươi rồi hoàng kim thánh sư tộc nếu là có người đến đây báo thù cho ngươi vậy thì càng tốt rồi đến lúc sau tới một tên ta giết một tên tới hai cái ta giết hai cái tất nhiên để cho bọn họ chết không có đất trôn thây nghe được lâm phong kia lần ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm xung quanh tu sĩ không khỏi cảm giác cảm xúc sục sôi bọn họ cũng nhiều sao muốn trở thành lâm phong loại này sát phạt quyết đoán người ta với ngươi liều hoàng diễm đạo phát hiện mình vô pháp đào tẩu về sau khuôn mặt đều vặn vẹo muốn ngưng tụ pháp lực thúc giục cường đại thần thông cùng lâm phong tử chiến quyết đấu một trận thế nhưng là lâm phong căn bản không có cho hoàng diễm đạo cơ hội này lâm phong đã lấn trước người đi tới bên người hoàng diễm đạo sau đó một quyền hướng phía hoàng diễm đạo đánh giết mà đi hoàng diễm đạo sắc mặt khó coi đến cực điểm không thể không ra tay ngăn cản lâm phong công kích phanh hai bên lần nữa đụng vào nhau răng rắc răng rắc, nước xương thanh âm lại một lần truyền ra. Lần này, Hoàng Diễm Đạo mặt khác một mảnh cánh tay cũng bị Lâm Phong bắn cho đã đoạn. a à, Hoàng Diễm Đạo hét thảm lên, lúc trước hắn là hạng dị uy phong lẫm lẫm hơn nữa một mực một bộ cao cao tại dáng dấp liếc xéo hướng Lâm Phong. Đối với Lâm Phong không khinh miệt cùng xem thường, hiện giờ cũng tại Lâm Phong công kích phía dưới bị thương nặng. Quả thực là cực hạn tương phản A, chết đi, chết đi, người đi theo ta cùng chết A. Hoàng Diễm Đạo phát hiện mình căn bản vô pháp phản kích Lâm Phong, hơn nữa hy vọng chạy trốn cũng triệt để đoạn tuyệt về sau liền điên cuồng lên. Thân thể của hắn trở nên phồng lên lên, dường như thổi hơi bóng đồng dạng, thân thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng tròn, tùy thời tùy chỗ, đều muốn nổ tung, thấy như vậy một màn về sau mỗi người mặt cũng không khỏi lộ ra rung động không biểu tình. Cường đại như Hoàng Diễm Đạo, hiện nay lại bị bức bách đến tự bạo trình độ sao, tự bảo kiếp sau A đời này ngươi là không có cơ hội này. Lâm Phong thần sắc hờ hững nói, chỉ thấy hắn tự tay hướng phía Hoàng Diễm Đạo nhẹ nhàng khẽ điểm. Nhất thời rậm rạp chẳng chịt phù bay ra ngoài, cấm thần bát phong, thiên sư đạo truyền thừa xuống không phong ấn chi thuật, cái này phong ấn chi thuật, quả thật xảo đoạt thiên công. Rậm rạp chẳng chịt phù tuôn động mà ra, những cái kia phù liên tiếp cùng một chỗ, biến thành từng đạo phong ấn thần văn. Những cái kia phong ấn thần văn trực tiếp quấn quanh tại Hoàng Diễm Đạo thân. Trong nháy mắt, Hoàng Diễm Đạo phồng lên thân thể, chợt bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Không, 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 tại sao lại như vậy? Hoàng Diễm Đạo không dám tin gầm hét lên, hắn lộ ra kinh khủng không biểu tình, bởi vì, hắn phát hiện, hắn liền tự bạo cơ hội cũng không có. Cho tới bây giờ Hoàng Diễm Đạo mới biết được Lâm Phong đến cùng đáng sợ cỡ nào, quả thật giống như tôn ác ma. Hoàng Diễm Đạo, để cho ta tới một chút hồn phách của ngươi, nhìn xem ngươi đều tu luyện cái gì lợi hại thần thông. Lâm Phong thần sắc hờ hững nói. Đón lấy, tay phải của Lâm Phong bắt lấy Hoàng Diễm Đạo đầu, sau đó thi triển ra siêu hồn thuật. A, à, Hoàng Diễm Đạo lại kêu thảm một tiếng, đón lấy thất khiếu chảy máu mà chết. Lâm Phong không khỏi khẽ lắc đầu, Hoàng Diễm Đạo trong đầu chỉ có linh hồn cấm chế, phàm là có người đối với Hoàng Diễm Đạo siêu hồn, cũng hoặc là Hoàng Diễm Đạo bán đứng gia tộc bí mật. Linh hồn cấm chế có thể cảm ứng được, sau đó linh hồn cấm chế bị kích phát, Hoàng Diễm Đạo trong chớp mắt hồn phi phách tán. Vừa mới Lâm Phong đối với Hoàng Diễm Đạo triển khai siêu hồn thuật, bởi vậy Hoàng Diễm Đạo trong đầu chi linh hồn cấm chế bị kích hoạt. Linh hồn của Hoàng Diễm Đạo thì là bị linh hồn cấm chế phá hủy, Hoàng Diễm Đạo chết thảm tại chỗ. Chương 3342, Quỷ dị tử trúc lâm. Lâm Phong thu Hoàng Diễm Đạo bổn nguyên cùng chữ vật giới chỉ. Lập tức, hắn mắt lạnh quét về phía bốn phía, thân sắc hờ hững nói, nhưng còn có người muốn chịu chết. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không người nào dám đứng ra đối địch với Lâm Phong. Lâm Phong bày ra chiến lực thật sâu rung động ở đây mỗi người. Tuy hình người bảo thuốc bị Lâm Phong phải đi, thế nhưng, hiện giờ mọi người cũng đều cam chịu số phận, bởi vì, muốn từ Lâm Phong trong tay cướp đi hình người bảo thuốc. Quả thật liền là không thể nào chuyện đã xảy ra, những người còn lại từng người tản ra, sau đó tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, trùng trùng điệp điệp đình viện, còn có rất nhiều bảo bối dự trữ tại từng cái trong đình viện. Cuối cùng, rất nhiều tu sĩ tới nơi này tòa cổ xưa trạch viện chỗ sâu nhất vị trí. Đó là một mảnh to lớn tử trúc lâm, lượn lờ lấy từng đạo tử sắc quang mang, hiển lộ hết sức thần thánh. Rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài ngừng chân quan sát, chưa từng tiến nhập tử trúc lâm ở trong. Bởi vì mọi người cảm thấy một chỗ như vậy, tất nhiên sẽ rất không đơn giản. Bỗng nhiên vừa lúc đó, đánh đàn thanh âm vang dội, nghe tới kia từng đạo tiếng đàn về sau, trên mặt của Lâm Phong lộ ra chấn động vô cùng biểu tình đánh đàn thanh âm lượn lờ. Thế nhưng là, nơi đây, tại sao có thể có tiếng đàn? Không riêng Lâm Phong chấn kinh, tất cả mọi người cực kỳ chấn kinh. Thạch quốc hoàng đô ở trong hẳn là không có sinh linh tồn tại mới đúng, hiện giờ vang lên tiếng đàn. Thái quá mức quỷ dị, điều này làm cho mỗi người đều cực kỳ nghi hoặc, không rõ tiếng đàn rốt cuộc là từ chỗ nào truyền tới. Tử Trúc Lâm quả nhiên rất không phàm trần, có tu sĩ nói, muốn tìm kiếm Tử Trúc Lâm, đón lấy, bắt đầu có tu sĩ lần lượt tiến nhập tử trúc lâm ở trong. Tử sắc quang vận lượn lờ ở trong tử trúc lâm, bởi vậy tử trúc lâm nội bộ tình huống nhìn không phải là cỡ nào rõ ràng. Tiến nhập tử trúc lâm nội bộ nhóm đầu tiên tu sĩ không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Điều này làm cho rất nhiều người dục dịch ngóc đầu dậy. Bởi vì, nếu là những người kia gặp được nguy hiểm, tất nhiên hội sản sinh động tĩnh mới đúng. Thế nhưng là, hiện giờ động tính gì cũng không có. Chẳng phải là nói, những người kia, cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm, không có gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ là gặp cơ duyên. Nghĩ tới đây, càng ngày càng nhiều người không thể tiếp tục tại bên ngoài đã chờ đợi. Đi, chúng ta cũng tiến nhập trong đó nhìn xem, rất nhiều tu sĩ nói. Sau đó cũng tiến nhập tử trong rừng trúc, Lâm Phong đồng dạng tiến nhập tử trúc lâm ở trong, tiến nhập nơi đây, Lâm Phong cảm giác tử trúc lâm bên trong có chút không thích hợp. Thế nhưng là, ở đâu không thích hợp, Lâm Phong cũng không nói lên được. Thế cho nên Lâm Phong một lần cho rằng đây chẳng qua là lỗi của hắn cảm giác mà thôi. Một đám người hướng phía Tử Trúc Lâm nội bộ đi đến. Không lâu sau về sau, mọi người thấy nhóm đầu tiên tiến nhập Tử Trúc Lâm tu sĩ, những tu sĩ kia đều đứng ngay tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, cũng không biết bọn họ đang làm những gì, chuyện gì xảy ra, đi qua nhìn xem, tất cả mọi người cảm giác vô cùng kỳ quái, sau đó liền hướng phía nhóm đầu tiên tu sĩ đi đến. Đợi đi đến nhóm đầu tiên tu sĩ bên người thời điểm, mọi người mới phát hiện những người này hai mắt trợn tròn xoe thân thể vẫn không nhúc nhích như là mất đi đối với thân thể quyền khống chế đồng dạng có người đưa tay sờ đụng một cái bên người một người tu sĩ trong nháy mắt người kia tu sĩ thân thể vậy mà trực tiếp hôi phi yên diệt thấy như vậy một màn về sau trên mặt của mỗi người đều lộ ra sắc mặt thay đổi biểu tình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người này tu sĩ vì cái gì bị người nhẹ nhàng đụng một cái lập tức hôi phi yên diệt sao mỗi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Bởi vì vậy địa phương thật sự là thật là quỷ dị một ít. Còn lại tu sĩ cũng nhao nhao đưa tay chạm đến hướng cự ly chính mình tương đối gần tu sĩ. Đáng sợ một màn xuất hiện, những tu sĩ kia, toàn bộ hôi phi yên diệt. Này, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên âm trầm vô cùng lên. Nguyên bản mọi người vẫn cho là những những người này bởi vì gặp cơ duyên, ở trong tử trúc lâm không có có bất cứ động tính gì, kỳ thực trên là tại thu thập nơi đây bảo bối. Thế nhưng là sau khi đi vào mới biết được, những tu sĩ này nguyên lai like cũng đã gặp nạn. Chỉ là mọi người cũng không biết những tu sĩ này là như thế nào gặp nạn. Trên người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho người ta chăm mối vẫn không có cách giải. Cái chỗ này thật là quỷ dị, chúng ta rút khỏi đi thôi. Có tu sĩ nói, không nguyện ý tiếp tục đợi ở trong tử trúc lâm. Bởi vì tử trúc lâm cái chỗ này để cho bọn họ cảm thấy sờn tóc gáy khí thức. Cái chỗ này xác thực rất nguy hiểm. Bất quá, chỗ như thế, có lẽ cất giấu một ít kinh người cơ duyên, bởi vậy cũng có không ít tu sĩ cũng không nguyện ý rời đi, ý định tiếp tục tìm kiếm nơi đây. Ý định rời đi tu sĩ thì là hội tụ lại với nhau, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhiều người lực lượng lớn, nếu thật là gặp được nguy hiểm, nhiều người như vậy liên hợp cùng một chỗ, cũng dễ dàng ứng phó một ít. Ý định rời đi tu sĩ tổng cộng có hơn 30 người, bọn họ một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến. Mở ú lên, Lâm Phong nói, lúc này, từ trúc lâm bên trong nổi lên tử sắc sương mù, che ở tầm mắt của mọi người. Rời đi những tu sĩ kia mặc dù không có đi ra quá khoảng cách xa. Thế nhưng lâm phong đám người đã nhìn không đến tung ảnh của bọn hắn. Những người kia bị nhiều sương mù thu lại tung tích. a à, bỗng nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đón lấy, đạo kia thanh âm, lập tức im bặt. Đã xảy ra chuyện, sắc mặt của mọi người đều là đột nhiên biến đổi. Tất nhiên là đã xảy ra chuyện, bằng không mà nói, sẽ không truyền ra như vậy thê lương thanh âm. Lâm Phong đám người rất nhanh hướng phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương lao đi. Đợi đến bọn họ đến cái địa phương kia thời điểm, liền phát hiện như lúc trước đã chứng kiến tình huống giống như đúc, hơn 30 danh tu sĩ toàn bộ đứng ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Bọn họ cũng sẽ hồi phi yên diệt sao? Một người tu sĩ thanh âm run rẩy nói, sau đó đưa tay hướng phía bên người một người tu sĩ thân thể nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Quả nhiên cùng lúc trước những tu sĩ kia tình huống giống như đúc. Người này bị đụng vào tu sĩ thân thể trực tiếp hôi phi yên diệt. Lại là này loại chết kiểu này, cái chỗ này đến cùng đã ẩn tàng vật gì? Vậy mà để cho nhiều người như vậy như thế quỷ dị chết đi. Rất nhiều tu sĩ thanh âm run rẩy lên, hiện giờ tình huống có thể nói lòng người bàng hoàng. Đây không phải trương diệu sao? Người này thế nhưng là một tôn đại đế a, à, hiện giờ cũng chết tại nơi này. Thời điểm này một người tu sĩ chỉ vào một tôn vẫn không nhúc nhích tu sĩ lên tiếng. Có người đón lấy đưa tay sờ đụng một cái người kia gọi là Trương Diệu Đại Đế cảnh cường giả. Kia tôn thân thể của đại đế trực tiếp tan thành mây khói. Ôi trời ơi, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Một tôn đại đế cũng không có có thể phản kháng một chút không? Rất nhiều người kinh hãi nói, tình huống trước mắt thật sự là quá đáng sợ, bất luận kẻ nào gặp phải tình huống như vậy, đoán chừng đều biết sinh ra vô cùng vô tận sợ hãi. Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi, hắn tỉ mỉ quan sát đến xung quanh này mảnh tử trúc lâm xác thực hết sức quỷ dị vừa lúc đó từng đợt gió lạnh bỗng nhiên ở trong tử trúc lâm trà sát lên chương 3343, nghìn thẻ tre cảm nhận được cỗ này đột nhiên nổi lên gió lạnh về sau sắc mặt của lâm phong hơi đổi tình huống không thích hợp hắn cảm giác có lẽ muốn phát sinh biến cố gì lúc trước hai tốp tu sĩ quỷ dị chết đi lâm phong liền cảm giác tình huống cực kỳ không đúng có lẽ cùng trước mắt nổi lên gió lạnh có quan hệ lâm phong nhanh chóng đem thần bí hộp sắt tế ra cái này đồ vật rất phi phàm, tại thời khắc mấu chốt thường thường có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Đặc biệt là hiện tại, chuyện quỷ dị tình sắp phát sinh, Lâm Phong cảm thấy thần bí hộp sắt có lẽ có thể che chở an nguy của mình. Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm giác tựa hồ muốn có biến cố gì phát sinh." Lâm Phong trầm giọng nói, rất nhiều người nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, đón lấy rất nhiều tu sĩ lấy ra trên người một ít bảo bối. Đi ra ngoài bên ngoài không ít trên thân người đều mang theo phật giáo hoặc là đạo giáo một ít bảo bối bởi vì phật giáo cùng đạo giáo bảo bối có thể tịch ta hiện giờ những tu sĩ này tế ra phật giáo cùng đạo giáo bảo bối chính là muốn nếu ứng nghiệm giao nguy cơ trước mắt đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người nắm giữ lấy những bảo bối này những cái kia chưa từng nắm giữ những bảo bối này tu sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lúc này gió lạnh đã quét mà đến đón lấy đáng sợ một màn sự tình xuất hiện chỉ thấy từng tên một tu sĩ đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Giống như bị định trụ thân thể đồng dạng, tới, thật sự tới, thấy như vậy một màn về sau rất nhiều người kinh hãi kêu lên. Trước mắt những cái kia bị định trụ tu sĩ, tình huống không phải là cùng lúc trước những tu sĩ kia tình huống giống như lúc sau. Thân thể bị định trụ về sau khó có thể động đậy Tựa như cùng bị người gây định thân thuật, mà để cho người sởn tóc gáy chính là cái kia những người này sinh cơ trong chất mắt liền tiêu thất không còn, những người còn lại thậm chí cũng không biết thân thể bọn họ ở trong sinh cơ là như thế nào biến mất. Tình huống trước mắt thái quá mức nghe giận cả người, mặc dù nắm giữ lấy Phật giáo đạo giáo trọng bảo, rất nhiều tu sĩ cũng là tâm thần run dày. Phật giáo Pháp bảo giật tràn ra Phật quang bảo hộ ở từng tên một tu sĩ. Đạo giáo Pháp bảo cũng giật tràn ra tới thần thánh chi quang bảo hộ ở từng tên một tu sĩ. Những cái kia Pháp bảo tạm thời bảo vệ bọn họ bình an. Thế nhưng loại tình huống này tiếp tục thời gian cũng không dài, không có bao lâu từng kiện từng kiện pháp bảo chợt bắt đầu dạn nứt, răng rắc răng rác thanh âm liên tiếp truyền ra. không không không, rất nhiều tu sĩ nhìn nhìn không ngừng dạn nứt pháp bảo kinh hãi kêu to lên. những tu sĩ kia cỡ nào muốn những cái kia pháp bảo khôi phục như lúc ban đầu? thế nhưng là không ai có thể làm được điểm này. những cái kia pháp bảo dạn nứt tốc độ thật sự là quá nhanh. rầm rầm rầm, rất nhanh, từng kiện từng kiện pháp bảo trực tiếp nứt vỡ, Hồi phi yên diệt, mỗi người đều lộ ra ngạc nhiên thất sắc biểu tình. Rất nhiều người muốn hướng phía bên ngoài phóng đi, thế nhưng là thân thể của bọn hắn lại bị định trụ, sau đó mất đi tất cả sinh cơ. Lâm Phong đưa tay sờ đụng một cái bên người một người tu sĩ. Người kia tu sĩ thân thể trực tiếp hôi phi yên diệt. Hắn nhíu mày, thật sự cùng lúc trước suy đoán giống như đúc, những tu sĩ này vẫn lạc, cùng vừa mới gió lạnh có quan hệ. Mà chính mình có thể đủ sống sót thì là bởi vì thần bí hộp sắt. Thần bí hộp sắt đầy đủ đáng sợ bên trong toái thi, lại càng là có vô pháp tưởng tượng lai lịch. Hiện giờ che chở Lâm Phong chưa từng gặp nạn, lúc này, Lâm Phong đại khái có thể rời đi, thế nhưng là, hắn cũng không lựa chọn rời đi. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn xem nơi này đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Lâm Phong thần sắc hờ hứng, hắn lưng mang thần bí hộp sắt, hướng phía tử trúc Lâm chỗ sâu nhất phương hướng đi đến. Vừa mới, gió lạnh từ nơi ấy trà sát xuất ra, tử khí bốc hơi, không có thần bí cảm giác, Ngược lại âm khí dày đặc. Mông lung trong đó, Lâm Phong thấy được một tên ăn mặc tử y, cầm trong tay bảo kiếm nam tử, hiện giờ một tay cầm kiếm, thân sắc hờ hững nhìn về phía Lâm Phong, lui ra ngoài, hoặc là chết, tên nam tử kia thanh âm băng lãnh, bá, hào quang lóe lên, Hắc Long kiếm, hai đại thạch kiếm, thiên cổ này bốn kiện bảo bối bay ra. Lâm Phong bắt lấy thiên cổ, sau đó đông 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 gõ lên, thiên binh thiên tướng, tung hoành thế gian, đánh đâu thắng đó uy lực của thiên cổ phóng thích ra ngoài, thật sự là tuyệt thế đại khủng bố. Thiên cổ triệu hoán đi ra thiên binh thiên tướng, vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng, cuốn thiên địa, hướng phía người kia cầm kiếm nam tử đánh tới. Thiên cổ cái này trí bảo uy lực kinh thế, Lâm Phong hiện giờ cũng chỉ có thể thúc giục thiên cổ rất nhỏ một bộ phận uy lực. Những cái này cường đại pháp bảo, đều có tới nguyên bộ thúc giục phương pháp, duy chỉ có nắm giữ những cái kia thúc giục phương pháp mới có thể đem những cái này pháp bảo uy lực hoàn toàn phóng xuất ra bất quá lâm phong lấy được binh chữ chân ngôn phương pháp tu luyện lâm phong cảm thấy có lẽ lúc hắn tu luyện thành binh chữ chân ngôn về sau có thể nhờ vào tại binh chữ chân ngôn thúc giục những cái này pháp bảo đến lúc sau mặc dù không nắm giữ những cái này pháp bảo thúc giục phương pháp thế nhưng là dựa vào binh chữ chân ngôn chỗ kỳ diệu những cái này pháp bảo uy lực hẳn cũng có thể phóng xuất ra thiên cổ diễn biến thiên binh thiên tướng thẳng hướng đối phương mà cùng lúc đó hắc long kiếm hai thanh thạch kiếm cũng nhao nhao bay ra ngoài, hướng phía người kia tử y nam tử đánh tới. Vạn, kiếm, chém, tiên, thuật, âm thanh băng lãnh bỗng nhiên truyền ra, kia tôn tử y nam tử công kích cùng lâm phong công kích nhất thời đụng đụng vào nhau. Hai bên công kích đều rất đáng sợ, đánh khó phân thắng bại, lúc này, lâm phong đem bối bối gọi về xuất ra, ê a, à, ê à, Bối bối phi sau khi đi ra nhất thời âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu lên. Bối bối hiện tại tuy tuổi nhỏ, nhưng chiến lược đã vô cùng khủng bố có thể đến giúp lâm phong tiểu gia hỏa sau khi đi ra đánh ra từng đạo bảy màu tiên quang bay thẳng đến tử y nam tử quét tới giờ này khắc này tử y nam tử bị lâm phong ngăn chặn bởi vậy bối bối công kích trực tiếp đánh giết tại tử y nam tử trên người phanh một đạo nặng nề va chạm thanh âm truyền ra bối bối công kích đánh giết tại tử y nam tử trên người về sau tử y nam tử thân thể trực tiếp bùng nổ cố làm ra vẻ huyền bí lâm phong thần sắc hờ hững tử y nam tử chỉ là huyễn hóa ra tới tồn tại, cũng không phải chân nhân. Lâm Phong tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong đi đến, mà bối bối thì là lơ lửng tại giữa không chung, cùng Lâm Phong một chỗ hướng phía chỗ sâu trong bước đi. Cuối cùng, Lâm Phong đi tới chỗ sâu vị trí, đi tới đây, hắn không khỏi chấn động. Bởi vì Lâm Phong thấy được một tòa tượng đá, chỗ này tượng đá khoanh chân mà ngồi, tượng đá trong tay, vậy mà kéo lấy một mai thẻ tre. Kia mai dần dần rất phi phàm, phía trên là rậm rạp chẳng chỉ kim sắc phù văn, thẻ tre lượn lờ tại kim sắc quang mang bên trong. Tản ra thần bí khó lường lực lượng, thẻ tre ở trong tuyệt đối ghi lại kinh người đồ vật. Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi, hắn đang muốn hướng phía thẻ tre lao đi thời điểm, lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ lại Lâm Phong. Cỗ này khí tức kinh khủng để cho sắc mặt của Lâm Phong không khỏi đột nhiên biến đổi. Ai, Lâm Phong trầm giọng hỏi, trên người người bảo bối thật đúng là không ít, tiếng cười lạnh truyền đến, đón lấy một cô gái xuất hiện, thấy được cô gái này, Lâm Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chương 3344, Thái cổ long tượng quyết chương 3345. Xuất hiện ở nơi đây nữ tử không phải người khác, chính là vạn sát tinh vực người kia thần bí nữ tu. Tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là đế tông thực lực cấp bậc. Quả thật không thể tưởng tượng, oa, đại mập mạp tới, đại mập mạp tới. Thấy được người này nữ tu về sau bối bối nhất thời kêu lớn lên nghe được bối bối lại lấy đại mập mạp như vậy sưng hô sưng hô chính mình. Nữ tu bị tức con mắt đều phún ra ngoài hỏa, một đôi mắt hung dữ nhìn về phía lâm phong, hận không thể đem lâm phong trực tiếp xé nát, là bối bối hô người đại mập mạp, người vì cái gì trường ta à. Lâm phong không khỏi không lời nói, hắn cảm giác chính mình rất oan uổng a bởi vì lâm phong cũng không cảm thấy người này nữ tu béo. Tương phản, hắn cảm thấy người này nữ tu thuộc về loại kia đầy đặn loại hình nữ tử. Hết sức mê người, nữ nhân quá gầy, ngược lại sẽ ảnh hưởng bản thân mị lực, có kỳ chủ tất có nó sủng, này tiểu trúc chít tám phần là bị ngươi dạy hư, đẹp mắt như vậy một cái này sinh sủng cũng là bởi vì rơi vào ngươi này hèn hạ vô sỉ ra hỏa trong tay, lại bị tai họa trở thành cái dạng này, ngươi thật sự là đáng chết. Nữ tu lạnh lùng nói, Lâm Phong nghe xong nữ tu một phen giải thích về sau thật sự là khóc không ra nước mắt a. À. Chính mình thật sự là quá oan uổng a, à. loại này oan tình, thật sự là có thể so với tháng 6 phiêu tuyết a. À bớt xàm ngôn, chúng ta tử chiến quyết đấu một trận A. Lâm Phong lạnh lùng nhìn về phía nữ tu, sau đó, hắn tiếp tục một quyền tiếp một quyền nện trên thiên cổ mặt. Đông đông đông, trời rung đất chuyển thanh âm vang vọng vân tiêu, thiên binh thiên tướng xuất hiện, thẳng hướng nữ tu, hắc long kiếm, hai đại thạch kiếm, cũng nhao nhao hướng phía nữ tu chém giết mà đi, mà bối bối thì là hướng phía tượng đá bay đi, Lâm Phong cùng bối bối hết sức ăn ý, một người ngăn chặn nữ tu, một người thì là thua kia mai thẻ tre. Hư, hư lạnh thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Nữ tu xuất thủ, nàng cách hư không vỗ nhẹ nhẹ suốt một trường, trong nháy mắt, trong hư không vậy mà hình thành từng tầng gợn sóng. Loại kia gợn sóng, dĩ nhiên là hư không gợn sóng. dầm 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 liên tiếp mãnh liệt va chạm thanh âm truyền ra, hư không gợn sóng uy lực thật sự là cường đại. Lâm Phong pháp bảo nhao nhao bị đánh bay, liền Lâm Phong bị người cũng bị chấn bay ra ngoài. Bay về phía thẻ che bối bối cũng là như thế, đồng dạng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đế tông cấp bậc cường giả chính là đế tông cấp bậc cường giả. Một thân chiến lực thật sự là quá đáng sợ, ngươi là chuyển thế đầu thai chi thân." Lâm Phong trầm giọng nói, "Người này nếu tu như thế tuổi trẻ, lại như thế cường đại. Ngoại trừ tuyệt thế cường giả đầu thai chuyển thế chi thân, Lâm Phong thật sự là không nghĩ được, còn có người nào bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng dưới tình huống vậy mà đột phá đến đế tông cảnh giới. Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào?" dù sao ngươi sắp trở thành một người người chết đối đãi ta thu vân mộng tiên giản liền đem ngươi trấn áp moi ra bí mật của ngươi sẽ là của ngươi tử kỳ nữ tu lạnh lùng nói nàng hướng phía tượng đá đi đến đưa tay chộp tới tượng đá trên tay thẻ tre kia thẻ tre vậy mà gọi là vân mộng tiên giản nghe danh tự liền có thể biết vân mộng tiên giản phi phạm chỗ chỉ là không biết vân mộng tiên giản cái này chí bảo đến cùng là vật gì vân mộng tiên giản thuộc về ta mắt thấy vân mộng tiên giản muốn tới tay nữ tu trên mặt cũng không khỏi lộ ra hưng phấn vô cùng biểu tình. Nhưng vừa lúc đó, kia tôn tượng đá vậy mà mở mắt, sau đó trực tiếp đứng dậy, một trưởng hướng phía nữ tu đánh giết mà đi. Hư không tan tành, thiên băng địa liệt, kia tôn tượng đá công kích thật sự là đã cường đại đến làm cho người ta sởn tóc gáy trình độ. Nữ tu tới tương đối chế một ít, cho nên không nhìn thấy lúc trước những tu sĩ kia quỷ dị chết đi. Lâm Phong đã trải qua tình huống lúc đó, biết lúc đó là bực nào nguy hiểm cùng đáng sợ hiện nay tượng đá vậy mà sống lại lâm phong trong chớp mắt nghĩ tới loại nào đó tính khả năng vô thành vô thức tiêu diệt nhiều như vậy tu sĩ tồn tại hẳn là chính là trước mắt cái vị này tượng đá hay sao có lẽ thật sự có loại khả năng này tính nghĩ tới đây lâm phong nội tâm khiếp sợ không thôi nữ tu sắc mặt hiển nhiên cũng không khỏi đột nhiên biến đổi bất quá thực lực của nàng cường đại đối mặt với kia tôn tượng đá công kích phản ứng cực kỳ cực nhanh một trường hướng phía kia tôn tượng đá đánh ra phanh nặng nề va chạm thanh âm truyền ra hai bên hung hăng đối oanh một kích kinh người sự tình phát sinh cường đại như nữ tu vậy mà không địch lại cả người giống như như diều đứt dây bay ngược ra ngoài qua giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi mạnh như vậy lâm phong chấn kinh nhìn về phía kia tôn tượng đá thật sự là quá đáng sợ căn bản vô pháp chống lại hắn nhanh chóng nhìn về phía bối bối nói đi 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 nữ tu hiển nhiên nhanh hơn tốc độ như điệt, rất nhanh hướng phía bên ngoài phóng đi thương thế của nàng rất nặng vô tâm ham chiến kia tôn tượng đá chưa từng đuổi theo trục nữ tu mà là khóa chặt lại lâm phong sau đó từng bước một hướng phía lâm phong đi tới bà mẹ nó người có bị bệnh không không đi truy sát nữ nhân truy đuổi ta xong rồi cái gì lâm phong không khỏi không lời nói theo lý thuyết cái vị này khủng bố sinh linh thích thôn về tu sĩ sinh mệnh lực lượng hẳn sẽ đi trước truy đuổi vạn sát tinh vực người kia nữ tu mới đúng. bởi vì người kia nữ tu là đế tông cảnh giới cao thủ, sinh mệnh lực lượng so với lâm phong sinh mệnh lực lượng muốn cường đại hơn nhiều. sau lưng người hộp sắt, tượng đá ánh mắt nhìn hướng lâm phong sau lưng hộp sắt. lâm phong cuối cùng biết tượng đá vì cái gì không đi truy đuổi người kia nữ tu. nguyên lai là bởi vì hộp sắt nguyên nhân như thế nào, ngươi nhận thức, lâm phong thần sắc cảnh giới nhìn về phía tượng đá hỏi. hẳn là không có nhìn lầm a. Tượng đá mở miệng, hắn cũng không trả lời Lâm Phong, mà là đang nói một mình. Oanh, đón lấy, khí tức kinh khủng từ tượng đá trong thân thể phát ra. Tượng đá đối với Lâm Phong triển khai công kích, trực tiếp một trưởng hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Hắn muốn trực tiếp chụp chết Lâm Phong, sau đó đem hộp sắt lấy đi. Ê a, à, à. bối bối tiểu gia hỏa này thấy được Lâm Phong gặp nguy hiểm nhất thời sốt ruột kêu lên, huy động tiểu móng vuốt đánh ra bảy màu tiên quang hướng phía tượng đá quét tới. Tượng đá trong con người bắn ra hai đạo băng lãnh mâu quang, trực tiếp nứt vỡ bối bối công kích. Sau đó, hai đạo mâu quang quét tại trên người bối bối, bối bối kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Ta muốn mạng chó của ngươi." Thấy như vậy, một màn Lâm Phong con mắt nhất thời trở nên huyết đỏ lên, hắn lấy xuống hộp sắt, bay thẳng đến tượng đá đập tới. Bối bối đối với Lâm Phong mà nói, chính là của hắn thân nhân, hiện giờ bối bối lại bị tượng đá gây thương tích, Lâm Phong trong nội tâm thật sự là sát ý ngập trời kiến hôi, cũng dám phản kháng, tượng đá thanh âm băng lãnh, trong con người lộ ra ánh mắt khinh miệt. Cái kia một trường thế tới không giảm, tiếp tục hướng phía lâm phong đánh giết mà đến. Phanh, lâm phong trong tay hộp sắt cùng tượng đá đánh ra một trường hung hăng đối oanh lại với nhau. Cùng với kia trời dung đất chuyển mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra. Lâm phong bị đánh bay ra ngoài, tượng đá quá cường đại, quả thật chính là vô địch tồn tại, cùng như vậy tồn tại sinh tử chém giết. Thật là làm cho người không khỏi sinh ra thật sâu tuyệt vọng. Chương 3345, giết chết, ti tiện kiến hôi, chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Cái vị này khủng bố sinh linh từng bước một hướng phía Lâm Phong đi đến. Hắn cũng không phải là thạch tộc, chỉ là một tòa tượng đá mà thôi, vậy mà có được đáng sợ như vậy chiến lực, để cho Lâm Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Cái vị này tượng đá đến cùng là lai lịch gì? Vì sao khủng bố như vậy, làm cho người ta khó hiểu. Lâm Phong thần sắc băng lãnh, hắn thử mở ra thần bí hộp sắt. Có lẽ có thể nhờ vào tại thần bí trong hộp sắt toái thì tiêu diệt ra hỏa này. Răng rắc răng rắc, thần bí hộp sắt cái hộp đang tại bị Lâm Phong một chút mở ra, khí tức kinh khủng từ thần bí trong hộp sắt bộ tràn ngập mà ra. Cảm nhận được thần bí trong hộp sắt bộ phát ra khủng bố khí tức về sau. Tượng đá thần sắc đột nhiên biến đổi, hẳn là giả vờ thật sự là, tượng đá kinh hô lên, hiển nhiên hắn xác thực đối với thần bí hộp sắt có chỗ hiểu rõ tối thiểu nhất nghe nói qua về thần bí hộp sắt tin đồn. Tượng đá tăng nhanh tốc độ, hắn cũng không muốn cho Lâm Phong mở ra thần bí hộp sắt, làm cảm nhận được thần bí hộp sắt khí thức thời điểm, tượng đá đã cảm nhận được nguy hiểm. Bởi vậy hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh lên giải quyết xong Lâm Phong. Thế nhưng là, tượng đá đã không kịp ngăn cản Lâm Phong, Giang rắc giang rắc, thần bí hộp sắt phát ra kịch liệt xung đột thanh âm. Đón lấy, thần bí hộp sắt bị Lâm Phong mở ra, thần bí trong hộp sắt bộ, Giả vờ cường giả thần bí thịt nát, mặc dù thân thể phá toái, thế nhưng là như cố tản ra làm cho người ta khó có thể thừa nhận lực lượng kinh khủng. Phốc, phốc, thân thể của Lâm Phong bị thịt nát phát ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đục lỗ. Thịt nát là không khác biệt công kích, cũng không hề bởi vì Lâm Phong là thần bí hộp sắt chủ nhân liền không đúng Lâm Phong triển khai công kích. Đương nhiên, Lâm Phong cùng người khác không đồng dạng như vậy là, hắn thừa nhận công kích tương đối mà nói chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Có lẽ là bởi vì thần bí hộp sắt nguyên nhân, thịt nát không có đối với Lâm Phong triển khai trí mạng công kích. Bằng không mà nói, Lâm Phong cũng sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Có thể coi là thừa nhận thần bí hộp sắt một bộ phận công kích, đối với Lâm Phong tổn thương cũng là to lớn. Hắn không thể không vận chuyển bất tử thần thể, cần dựa theo bất tử thần thể của mình để ngăn cản thần bí hộp sắt công kích. Bằng không mà nói, sợ là chỉ có một con đường chết, đi tìm chết, Lâm Phong hai tay ôm lấy bị mở ra thần bí hộp sắt xông về phía tượng đá, sau đó bay thẳng đến tượng đá đập tới lâm phong cũng không lo lắng bên trong thịt nát bay ra ngoài thần bí trong hộp sắt bộ thịt nát bị một cổ lực lượng cường đại cấm cố ở trong đó bởi vậy thần bí trong hộp sắt bộ thịt nát cũng không hề bởi vậy bay ra ngoài thấy được thần bí trong hộp sắt bộ thịt nát về sau tượng đá nhanh chóng lui về phía sau như thị sa hạt trong con người đã hiện lên thật sâu vẻ hoảng sợ làm sao có thể làm sao có thể hắn một mực ở lầm bầm những lời này không thể tin thật sự thấy được những cái kia thịt nát. Hắn muốn tránh thoát Lâm Phong công kích, lấy tượng đá thực lực cường đại, tránh thoát Lâm Phong công kích vốn nên là không phải là cái gì chuyện khó khăn. Thế nhưng là, lần này tượng đá lại đã thất bại, bởi vậy thần bí trong hộp sắt giật tràn ra tới một cỗ 10 phần quỷ dị lực lượng. Cỗ này 10 phần quỷ dị lực lượng trực tiếp bao phủ lại tượng đá. Để cho tượng đá tránh cũng không thể tránh, không thể không chống lại thần bí hộp sắt công kích, từng khối thân thể vậy mà hơi hơi run rẩy một chút mỗi một khối thịt nát hơi hơi lay động một chút liền có thể đủ phóng xuất ra vô pháp tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Những lực lượng kia trực tiếp bao phủ lại tượng đá, phá, tượng đá giống to, muốn phá vỡ bao phủ lại thân thể của hắn cỗ này lực lượng kinh khủng. Hắn liên tục đánh giết suốt 36 quyền, có thể vẫn chưa từng phá vỡ bao phủ lại đó của hắn cổ lực lượng kinh khủng. Răng rắc răng rắc, mà tượng đá thân thể thì là bắt đầu dặn nứt, đây là 10 phần đáng sợ một màn cảnh tượng, tượng đá như thế cường đại, vậy mà vô pháp ngăn cản được thịt nát chấn động ra lực lượng. Mà kỳ thực, thịt nát lực lượng giờ này khắc này còn chưa không phải là cỡ nào cường đại. Nếu là thịt nát đem bên trong bao hàm lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, sẽ tạo thành hạng gì khủng bố lực sát thương. Đây là vô pháp tưởng tượng sự tình, ta không cam lòng cứ như vậy chết đi, tượng đá tức giận gầm hét lên, hắn đang cố gắng dãy ruộng. Thế nhưng là như cũ vô pháp cải biến vận mệnh của mình. Răng rắc răng rắc, thân thể của hắn vẫn đang không ngừng dạn nứt, hơn nữa dạn nứt tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta thật vất vả lấy được một giọt người đá huyết ha, nguyên bản hẳn là tiến hóa trở thành hoàn mỹ thạch tộc, vì cái gì cuối cùng hội rơi vào như vậy kết cục. Tượng đá đang gầm thét, vô cùng không cam lòng, nguyên bản, hắn xác thực chỉ là một pho tượng đá, nhưng về sau dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà mở linh thức. Biến thành một tôn có linh thức tượng đá, tại thạch quốc di chỉ ở trong, hắn nhìn thấy một tôn chết đi người đá. Được kia tôn người đá người đá huyết, từ nay về sau, hoàn thành lột xác, đang theo lấy người đá chi lộ tiến hóa. Chỉ là hiện giờ, hắn khó có thể chống lại thịt nát công kích, hết thảy hy vọng, đều đem muốn tan thành mây khói. Nhất định chỉ là thoảng qua như mây khói đồng dạng, người đây cũng là gieo gió gặt bão, không phải của người đồ vật, người thì không muốn vọng tưởng đạt được mới đúng. Bằng không mà nói, sẽ đưa tới họa sát thân, Lâm Phong lạnh lùng nói, hắn bắt lấy hộp sắt, bay thẳng đến tượng đá đập tới. Bịch một tiếng, Tượng đá lại một lần nữa bị hộp sắt hung hăng đập vào trên người. Tượng đá bị nện bay ra ngoài. Phanh, lần này, tượng đá thân thể triệt để phá toái, thật sự rất không cam tâm, tượng đá cuối cùng một giọng nói vang vọng tại Tử trúc lâm ở trong. Lập tức liền triệt để vẫn lạc, người đá huyết vẫn còn ở trên người sao? Lâm Phong đem thần bí hộp sắt khép lại, thậm chí không có tới được khôi phục bản thân thương thế, liền bắt đầu kiểm tra vỡ vụn tượng đá. Cuối cùng, hắn tìm được một giọt người đá huyết này thích người đá huyết ẩn chứa khủng bố năng lượng, chân quý đến cực điểm, nếu là luyện hóa, tất nhiên có thể trên phạm vi lớn để thăng bản thân chiến lược. Đón lấy Lâm Phong đem Vân Mộng Tiên giản nhặt lên, hắn tỉ mỉ nghiên cứu phía trên phù văn, loáng thoáng, Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác xung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Tuy vẫn là tại một mảnh tử trong rừng trúc, nhưng như là xuất hiện ở mặt khác một mảnh tử trúc lâm ở trong. Này mảnh tử trúc lâm tiên khí lượn lờ, tại tử trúc lâm chỗ sâu trong, có một tên bạch y nữ tử, bồng bình như tiên. Tay nàng cầm bút lông, tại một chương trên thẻ trúc viết vật gì. Cự ly quá xa, Lâm Phong nhìn không đến cô gái kia tại viết cái gì. Hẳn là, vân mộng tiên giản chính là người tiên tử kia viết sao. Lâm Phong không khỏi tự nói, hắn nghĩ tới loại nào đó tính khả năng. Đón lấy trên mặt lộ ra chấn kinh biểu tình, trước mắt cảnh tượng lần nữa biến ảo, người tiên tử kia đã biến mất, Lâm Phong lần nữa xuất hiện tại hiện tại sở đại tử Trúc Lâm ở trong những cái này phù văn hẳn là văn tự cổ đại, yêu quân, người có thể nhận thức. Lâm Phong truyền âm cho yêu quân, đây là tiên cổ thời đại một loại văn tự. Yêu quân nói, Lâm Phong giật mình, thích cổ lão văn tự. Yêu quân cảm ứng vân mộng tiên giản phía trên nội dung, nói, câu đầu tiên ghi đến, thạch quốc nguy cơ, sách thần thông tại tiên giản. chương 3346, nữ tử là ai? Lúc Lâm Phong nghe được yêu quân câu nói đầu tiên thời điểm liền không khỏi lộ ra kinh hỉ đến cực điểm biểu tình. Thạch Quốc nguy cơ, này đã nói rõ ràng lúc trước cô gái này viết xuống Vân Mộng Tiên Giản thời điểm, Thạch Quốc đã đã tao ngộ nghiêm trọng nguy cơ. Sách thần thông tại tiên giản những lời này thì liền dễ hiểu hơn. Bởi vì Thạch Quốc gặp nguy cơ, vì vậy cô gái này lo lắng một ít thần thông như vậy lưu lạc, bởi vậy đem thần thông viết tại tiên giản phía trên. Tiếp tục vọng viết ba cuốn Vân Mộng Tiên Giản, từng người ghi lại thần thông 300. Yêu Quân tiếp tục nói, Lâm Phong giật mình, ba cuốn Vân Mộng Tiên Giản hắn lấy được hiển nhiên chỉ là trong đó một cuốn mà thôi cũng chính là ngoại trừ trên tay này cuốn vân mộng tiên giản ra còn có mặt khác hai cuốn vân mộng tiên giản chỉ là không biết mặt khác hai cuốn vân mộng tiên giản ở chỗ nào đây là quyển thứ nhất yêu quân tiếp tục đọc hạ xuống loại thứ nhất thần thông đại tạo hóa thuật đại tạo hóa thuật tam thiên đại đạo bên trong bài danh đệ ngũ thần thông lâm phong trấn kinh nói môn thứ nhất thần thông vậy mà chính là một môn tam thiên đại đạo hơn nữa còn là bài danh đệ Ngũ Tam Thiên Đại Đạo. Đáng tiếc duy nhất một chút chính là Lâm Phong đã tu luyện cái này Đại Tạo hóa thuật. Yêu Quân cũng không đọc lên tới Đại Tạo hóa thuật phía dưới những cái kia thật nhỏ văn tự. Những cái kia văn tự đều là tu luyện pháp quyết, Yêu Quân chỉ đọc ra Vân Mộng Tiên Giản phía trên ghi lại một môn cửa tên thần thông. Vân Mộng Tiên Giản, tổng cộng ghi lại 300 loại thần thông, hơn nữa vậy mà toàn bộ đều là Tam Thiên Đại Đạo. Này 300 loại Tam Thiên Đại Đạo bên trong, có 18 loại Tam Thiên Đại Đạo là Lâm Phong tu luyện qua Tam Thiên Đại Đạo. Cũng chính là nơi này tổng cộng có 282 loại Tam Thiên Đại Đạo là Lâm Phong chưa từng tu luyện qua Tam Thiên Đại Đạo. Điều này làm cho Lâm Phong mừng rỡ như điên, Lâm Phong khuyết thiếu Tam Thiên Đại Đạo, hơn nữa là cực độ khuyết thiếu Tam Thiên Đại Đạo. Hiện tại Lâm Phong thậm chí có thể thử trùng kích đại đế cảnh giới, thế nhưng hắn chậm chạp không có làm như vậy. Cũng là bởi vì hắn cần càng nhiều Tam Thiên Đại Đạo. Lâm Phong hiện nay tổng cộng lấy được 677 loại tam thiên đại đạo. Tính cả hiện tại lấy được 284 loại tam thiên đại đạo. Chung vào một chỗ, tổng cộng 961 loại tam thiên đại đạo. Nguyên bản Lâm Phong ý định tối thiểu nhất tu luyện 1.000 loại tam thiên đại đạo mới có thể thử trùng kích đại đế cảnh giới. Hiện nay, cự ly lúc trước thiết lập mục tiêu đã không tính xa. Lâm Phong hiện tại cũng định chờ đợi đến tu luyện thành những tam thiên đại đạo này về sau liền thử tiến hành đột phá đương nhiên tu luyện mấy trăm loại tam thiên đại đạo cũng cần không ngắn ngủi thời gian lâm phong đem đồ vật thu sau khi thức dậy cùng bối bối một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến tiểu gia hỏa hết sức tốt động đối với cái gì đều rất ngạc nhiên một mực hết nhìn đông tới nhìn tây lâm phong lấy ra ngọc phù tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp ngọc phù phía trên có đánh dấu địa phương hẳn là đều có cơ duyên cho nên lâm phong chỉ đi những cái kia có đánh dấu địa phương hắn đi tới cái thứ hai đánh dấu chỗ thời điểm nơi này cũng sớm đã máu chảy thành sông. Tại chỗ sâu trong, vẫn tiến hành đại chiến, hơn nữa còn là đế chiến. Chọn vẹn hơn 10 tôn đại đế lâm vào trận này đế chiến bên trong. Ngoại vi có không ít xem náo nhiệt tu sĩ, Lâm Phong hỏi thăm một phen tình huống nơi này, rồi mới biết được. Có người ở chỗ sâu trong phát hiện một kiện hoàn chỉnh tiên khí. Đây tuyệt đối là một kiện khủng bố trí bảo, bởi vậy bạo phát đại chiến, đầu tiên là mấy sóng tu sĩ tàn sát lẫn nhau về sau liền đế cảnh cường giả cũng bị hấp dẫn tới. Nơi đây thế cục triệt để không khống chế được, một đám đại đế cấp bậc cường giả giết khó phân thắng bại. Siêu siêu, hai đạo nhuốm máu thân ảnh vọt ra, lâm phong giật mình, dĩ nhiên là bách nhà các từ kiều nghị từ kiều nguyệt tỉ muội hai người. Này tỉ muội hai người lâm phong coi như là có chút quen thuộc. Lần này là này tỉ muội hai người liên thủ được kia kiện thần bí tiên khí, cũng không phá vòng vây thành công. Các nàng rất nhanh hướng phía xa xa lao đi, truy đuổi, đừng cho hai người này đào tẩu. Hơn 10 người, người đại đế hồn hển đuổi tới, tiên khí quá chân quý, hơn nữa còn là hoàn chỉnh tiên khí, vậy càng thêm chân quý. Muốn biết rõ, bởi vì tài liệu khó tìm, không ít đại đế thậm chí ngay cả đế binh cũng không có. Huống chi vượt qua đế binh tiên khí, tiên khí chân quý trình độ không đủ để dùng lời nói mà hình dung được. Đối với một người tu sĩ tác dụng, cũng là vô pháp lường được. Khó trách nhiều như vậy đại đế cũng như cùng giống như điên truy đuổi hướng hứa thị tỉ muội nơi đây cơ duyên bị người phải đi lâm phong tiếp tục đi đến tiếp theo cơ duyên nơi ở vẫn là ngọc phù phía trên đánh dấu địa điểm lâm phong đi tới đây thời điểm nơi đây đại chiến vừa mới chấm dứt không lâu sau có người cướp đi nơi này cơ duyên ngọc phù mặt trên còn có hai nơi đánh dấu điểm lâm phong đi tới đệ tứ vị trí đánh dấu điểm thời điểm tình huống cùng phía trước hai nơi đánh dấu điểm tình huống giống như đúc này hai nơi đánh dấu điểm cơ duyên đều đã bị người cướp đi Lâm Phong cùng Bối Bối cùng đi đến đệ ngũ vị trí đánh dấu điểm. Chỗ này đánh dấu điểm tại Thạch Quốc Hoàng Đô chỗ sâu nhất vị trí, đánh dấu vị trí tựa hồ là Thạch Quốc Hoàng Đô nội bộ hoàng thành. Đó là năm đó Thạch Quốc quốc chủ chỗ cư trụ, không có đi xuất rất xa, sắc trời bắt đầu hôn ám hạ xuống. Ban đêm Thạch Quốc Hoàng Đô u ám, bởi vì Thạch Quốc Hoàng Đô thật sự là quá lớn, trên đường phố yên tĩnh không tiếng động. Thân ảnh kéo vô cùng dài, thẳng đến đông 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 thần bí thanh âm truyền ra. Quỷ nha Bối bối rũi ra tuyết bạch sắc tiểu móng vuốt chỉ hướng một cái phương hướng, Lâm Phong nhìn lại, thấy được một đội cầm lấy vũ khí ăn mặc chiến giáp binh sĩ đi tới. Bối bối tiểu ra hỏa này lá gan rất nhỏ, sợ tới mức lạnh run, trực tiếp quay trở về sơn hà giới chỉ bên trong ẩn núp lấy rốt cuộc không ra ngoài. Là âm binh sao, Lâm Phong không khỏi khẽ nhíu mày, chỗ như thế, không biết chết đi bao nhiêu người, dù cho có được âm binh, Lâm Phong cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn chưa từng để ý tới những cái kia đi qua binh sĩ, mà là tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong lao đi ban đêm có thể nhìn thấy tu sĩ không phải là đặc biệt nhiều lâm phong suy đoán không ít tu sĩ rất có thể đều trốn giấu đi bởi vì ban đêm thạch quốc hoàng đô xác thực tương đối quỷ dị lâm phong thấy được phía trước xuất hiện một cô gái dáng người thước tha đi lên đường tới chập trần sinh tư mặc dù không có đã gặp nàng hình dạng thế nào nhưng lâm phong cảm giác cô gái kia tuyệt đối là một tên tuyệt đại giai nhân tiên tử Đêm dài dài đằng đẵng, một người hành tẩu tại đây yên tĩnh trên đường phố không biết là tịch mịch hư không lạnh không. Tại hạ nhưng lấy làm cái này hộ hoa sứ giả. Lâm Phong nói, hắn vốn chính là loại này tiêu sái tính cách, thấy được mỹ nữ, mặc dù không cùng đối phương phát sinh đặc biệt gì quan hệ. Nhưng Lâm Phong cũng muốn nhìn xem đối phương hình dạng thế nào. Bất kỳ nam nhân, đều thích xem đến xinh đẹp nữ tử, bởi vì thấy được xinh đẹp nữ tử. Ý xấu tình có lẽ cũng sẽ biến thành hảo tâm tình. Thế nhưng cô gái kia cũng không trả lời Lâm Phong, vẫn tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, sau đó tiến vào bên trái đường đi bên trong. Lâm Phong lúc này phát hiện không đúng địa phương, ban đêm Thạch Quốc Hoàng Đô ở trong quá an tĩnh, tí tim màu nâu xám khí thể tràn ngập mà ra. Cả tòa Thạch Quốc Hoàng Đô một mảnh tĩnh mịch, như là hóa thành một tòa tử vong chi thành. Lâm Phong cảm thấy một cô âm lãnh khí thức kinh khủng hướng phía hắn bao phủ mà đến. Chương 3347 Ưng Lang Vương ban đêm này bên ngoài có lẽ thật sự không thích hợp hành động. Lâm Phong không khỏi tự nói, hắn có chút bất an, Thạch Quốc Hoàng Đô có lẽ so với trong tương tượng còn muốn càng thêm không đơn giản. Lâm Phong quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, Thạch Quốc Hoàng Đô bên trong cổ trạch viện có không ít. Nhưng không phải là tất cả cổ trạch viện đều thích hợp nghỉ ngơi. Một ít cổ trạch viện rất đáng sợ, cất dấu lớn lao nguy cơ cùng hung hiểm. Tiến nhập trong đó rất có thể sẽ gặp kiếp. Lâm Phong đã chọn một tòa cổ trạch viện, sau đó đẩy cửa vào lập tức lại đem cổ trạch viện cửa đóng lại cổ trạch viện không phải là đặc biệt đại nhưng bảo tồn coi như không tệ đi tới đây về sau lâm phong cảm nhận được tu sĩ khí tức mặc dù đối phương che giấu rất tốt nhưng vẫn là không thể giấu giếm ở lâm phong cỗ này khí tức là từ trong phòng khách phát ra lâm phong tiến nhập phòng khách phát hiện phòng khách ở trong không người hắn nhạt vừa cười vừa nói hai vị tiên tử chúng ta đều là người quen cũ còn như thế cẩn thận cảnh giới sao Nguyên Lai, ẩn nấp ở nơi đây hai người tu sĩ không phải người khác, chính là Từ Kiều Mị cùng Từ Kiều Nguyệt tỷ muội hai người. Lâm Phong đối với Từ Kiều Mị cùng Từ Kiều Nguyệt tỷ muội hai người khí thức quen thuộc ký tại tâm. Vừa mới cảm ứng được có người ở nơi này thời điểm, Lâm Phong liền đã biết là các nàng hai người. Trước đó không lâu, Lâm Phong nhớ kỹ mười phần rõ ràng, Từ Kiều Mị cùng Từ Kiều Nguyệt tỷ muội hai người được kia kiện tiên khí về sau phá vòng vây đào tẩu. Hơn 10 tôn đại đế tiến đến truy sát tỷ muội hai người. Xem ra các nàng cũng không rời đi Thạch Quốc Hoàng Đô. Có lẽ là cảm thấy Thạch Quốc Hoàng Đô ở trong còn có nó cơ duyên của hắn, bởi vậy không muốn nhanh như vậy rời đi. Cũng hoặc là bởi vì trên người có tổn thương, sẽ không còn rời đi. Đương nhiên cũng có khả năng hai cái nguyên nhân đều có. Chúng ta cũng không có phòng bị Lâm công tử, chỉ là lo lắng đợi tí nữa còn có người đến chỗ này. Từ Kiều Mị cùng Từ Kiều Nguyệt tỷ muội hai người từ trong trong nội đường đi ra, Từ Kiều Mị nói tiếp: nàng như cũng như dĩ vãng như vậy quyến rũ phong tình. Chỉ là hiện nay sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng còn không có có thể từ lúc trước thương thế bên trong khôi phục lại. Mà từ kiều nguyệt tình huống cùng từ kiều mị không sai biệt lắm. Thật sự là không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được công tử, thấy được công tử xuất hiện ở nơi này, tỉ muội chúng ta hai người cuối cùng có thể yên lòng. Từ kiều nguyệt nũng nịu nói, Lâm Phong nói, chuyện đó giải thích thế nào? Nguyên bản tỉ muội chúng ta hai người đợi ở chỗ này, chữa thương thời điểm cũng là chờ đợi lo lắng, sợ người khác đến nơi, chiếm tỉ muội chúng ta hai người tánh mạng. Nhưng hiện tại Lâm Công Tử xuất hiện ở nơi đây về sau chúng ta tự nhiên không cần e ngại những cái này, có Lâm Công Tử ở chỗ này, vô luận gặp được nguy hiểm gì, Lâm Công Tử tất nhiên đều biết che chở tỉ muội chúng ta hai người. Từ Kiều Nguyệt nói, Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Kiều Nguyệt, nói, tiên tử thật đúng là rất tự tin được. Là giao tình của chúng ta nói sâu tựa hồ cũng không sâu lắm, mặc dù có qua tụ hội, có thể kỳ thực trên cái gì cũng không có xảy ra. Thực nếu là gặp được nguy hiểm, sợ cũng chỉ là tai vạ đến nơi từng người phi. Từ kiều mị nói, công tử có thể không phải là người như thế. Tỉ muội chúng ta hai người sẽ không nhìn lầm nam nhân. Lâm Phong mỉm cười, nói, không cần cho ta mang mũ cao. Che chở hai người các ngươi, đương nhiên không có vấn đề gì, như vậy được rồi, các ngươi được kia kiện tiên khí là vật gì, lấy ra giao cho ta, ta có thể cam đoan hai người các ngươi bình yên vô sự. Ngươi! Từ Kiều mị ánh mắt hơi hơi phát lạnh, công tử đây là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Từ Kiều Nguyệt Thanh âm cũng băng lãnh hơn nhiều, tu luyện giả thế giới không đều là thế phải không? Lâm Phong thản nhiên nói, "Hừ, nếu là công tử muốn đánh một trận, tỉ muội chúng ta có thể phụng bồi đến cùng, đến lúc sau nhìn xem chẳng biết hưu chết về tay ai." Từ Kiều mị, Từ Kiều Nguyệt đồng thanh nói, "Không hổ là tỉ muội, ý nghĩ đều là giống như đúc." Lâm Phong thản nhiên nói, "Quen biết một hồi, hà tất hồ đánh giết tổn thương hòa khí. Nếu như hai vị tiên tử không nguyện ý đem tiên khí giao ra đây không giao chính là, bất quá, hai vị tiên tử cần đáp ứng ta một chuyện khác tình. Sự tình gì, từ kiều mị cùng từ kiều nguyệt tỉ muội hai người nghe được Lâm Phong lời nói này về sau hơi hơi thở ra một hơi, lập tức nhìn về phía Lâm Phong hỏi. Gần nhất đang nghiên cứu thuật song tu, Lâm Phong vừa cười vừa nói, nghe được Lâm Phong lời nói này, hai nữ sắc mặt liền biến đổi. Ha 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 ha, tiểu tử, ta xem ngươi là cả người cả của muốn hai được mới đúng chứ. Vừa lúc đó, tiếng cười to từ bên ngoài truyền đến, một người trung niên tu sĩ từ bên ngoài đi vào, đây là một người đại đế cấp bậc cường giả, khí tức hết sức khủng bố. Ưng lang vương, thấy được người này tu sĩ, từ kiều mị cùng sắc mặt của từ kiều nguyệt cũng không khỏi đột nhiên biến đổi. Tỉ muội hai người hiển nhiên là nhận thức người này, bất quá lâm phong cũng không nhận ra người này trung niên tu sĩ. Tinh không thế giới mênh mông bao la bắt ngát, lâm phong mới vừa từ cửu châu đại thế giới đi đến tinh không thế giới không có bao lâu thời gian tinh không thế giới bên trong rất nhiều cường giả lâm phong tự nhiên là không nhận ra ưng lang vương xuất hiện vung tay lên nhất thời đem phòng khách phong tỏa lên các hạ đây là muốn một mẻ hốt gọn lâm phong nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía ưng lang vương tiểu tử lúc trước ta nhìn thấy người rồi người chính là lâm phong đó nếu như muốn động thủ ba người các người người tự nhiên hết thảy đều phải chết Ưng Lang Vương khóe miệng khơi gợi lên lành lạnh độ cong. Ưng Lang Vương này sở dĩ phong tỏa nơi đây là vì lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc từ thị tỉ muội chính là người của Bách Nhạc Các. Bách Nhạc Các thế nhưng là tinh không thế giới bá chủ cấp thế lực khác. Người bình thường không dám trêu chọc. Về phần lời của Lâm Phong, trên người bảo bối đông đảo, hơn nữa còn có rất cường đại thần thông. Lúc trước Ưng Lang Vương không có động thủ cơ hội, hiện giờ cuối cùng tìm đến cơ hội này. Từ Kiều mị cùng sắc mặt của Từ Kiều Nguyệt cực kỳ khó coi, bởi vì các nàng trên người bây giờ có thương tích. Chiến lực căn bản phát huy không đi ra ít nhiều, mà ưng lang vương này, thế nhưng là tiên đế đỉnh phong tầng thứ. Cường đại như vậy tu vi, dù cho ba người liên thủ hẳn là cũng không phải đối thủ của người này. Thật sự là cái gì a miêu a chó cũng dám tại ta trước mặt ta nhảy nhót, hai vị tiên tử, đợi bổn công tử trước giải quyết xong người này, sẽ cùng hai vị tiên tử hảo hảo thương lượng một chút chuyện song tu. Lâm Phong nói từ kiều mị cùng từ kiều nguyệt hai người nhất thời lộ ra cực kỳ không lời biểu tình này đến lúc nào rồi lâm phong vậy mà còn đang suy nghĩ kia kiện hạ lưu đến cực điểm sự tình hơn nữa lâm phong đối với ưng lang vương vậy mà như thế khinh miệt cùng khinh thường chỉ sợ là bởi vì lâm phong không biết ưng lang vương rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại nếu là biết ưng lang vương tu vi không biết hội sẽ không hối hận hiện tại theo như lời những lời này tiểu tử sắp chết đến nơi lại vẫn dám như thế không biết sống chết chọc giận bổn vương, đợi tí nữa bổn vương sẽ không trực tiếp giết ngươi, bổn vương hội đem trên người ngươi xương cốt từng tấc một bóp đoạn, để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Ưng Lang Vương thanh âm băng lãnh, đón lấy dẫm trận tại chỗ, một quyền hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Chương 3348, cảm giác mất mát. Tiên đế đỉnh phong cảnh giới đúng là một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Mặc dù phóng tầm mắt tinh không thế giới bên trong, coi như là một phương thế lực. Thế nhưng, hôm nay ưng lang vương này chỗ đối mặt tu sĩ lại là lâm phong loại này yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Ưng lang vương công kích xác thực vô cùng cường đại, nếu là đơn thuần bằng vào bản thân chiến lực, lâm phong xác thực khả năng không phải là cái này đối thủ của ưng lang vương. Thế nhưng trên người lâm phong pháp bảo đông đảo, đối phó ưng lang vương, tự nhiên là tràn đầy tự tin. Lúc ưng lang vương công kích đánh giết mà đến thời điểm, lâm phong thần sắc hờ hứng, trong con ngươi tràn đầy lành lạnh sát ý. Bá, chỉ thấy hào quang lấp lánh, từng kiện từng kiện pháp bảo bị lâm phong tế ra, hắc long kiếm, thiên cổ, hai thanh thạch kiếm toàn bộ bay ra, lâm phong cầm trong tay thiên cổ, sau đó trực tiếp lôi động thiên cổ. Đông 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 chấn thiên nổ mạnh thanh âm truyền ra, thiên cổ vang vọng vân tiêu, ngưng tụ ra thiên binh thiên tướng. Bay thẳng đến ưng lang vương đánh tới, cùng lúc đó, hắc long kiếm cùng hai thanh thạch kiếm tại lâm phong dưới sự thao túng, cũng giết hướng ưng lang vương. Lâm Phong nhất tâm tứ dụng đối với ưng lang vương triển khai nhất cuồng bạo công kích loại công kích này là bực nào cường hãn quả thật hủy thiên diệt địa uy lực mạnh làm cho người ta rung động cảm nhận được lâm phong công kích chỗ khủng bố ưng lang vương nhanh chóng tế ra một chuôi chiến thương đây là một kiện thanh đồng khí chế tạo mà thành chiến thương uy lực cực kỳ phi phàm ưng lang vương cầm trong tay chiến thương ngăn cản lâm phong công kích khanh 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 liên tục tam kích ưng lang vương đem lâm phong tế ra hắc long kiếm cùng với hai đại thạch kiếm đánh bay ra ngoài đón lấy hắn một trưởng đánh ra hóa giải thiên cổ công kích bổn vương chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đế quân cảnh giới trên người ngươi mặc dù có được rất nhiều pháp bảo thì như thế nào căn bản không có khả năng cùng bổn vương chống lại ưng lang vương thần sắc hờ hứng nhìn về phía lâm phong trên mặt tràn đầy lành lạnh sát ý tiếng nói hạ xuống ưng lang vương cầm trong tay chiến thương hướng phía lâm phong đánh tới hắn hai tay nắm ở chiến thương, kia cái thế vô địch nhất thương bay thẳng đến lâm phong ám sát mà đi. Hư không cũng bị làm vỡ nát, ưng lang vương đúng là một tôn khủng bố tồn tại. Hư, lâm phong vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng, làm ưng lang vương một kích kia mắt thấy muốn đánh giết ở trên người hắn thời điểm. Lâm phong thì triển ra bổ thiên thuật biến mất vô tung. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở ưng lang vương sau lưng, nhất khí hóa tam thanh thần thông thi triển ra đón lấy chính là cửu trọng bá khí hình thành từ trường bay thẳng đến ưng lang vương áp bách mà đi ưng lang vương chiến lực bị trên phạm vi lớn suy yếu cùng lúc đó lâm phong lại tế ra cửu ma đồ cùng minh vương chung hai kiện trí bảo lục đại trí bảo một chỗ bị thúc giục hướng phía ưng lang vương đánh giết mà đi đây là lâm phong đỉnh phong chiến lực ngươi ưng lang vương thần sắc hoảng hốt hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn muốn bứt ra bạo lui tuy nhiên lại bị lâm phong công kích cho khóa chặt lại nghĩ lui cũng lui không đi ra, không thể không ra tay chống lại lâm phong lục đại trí bảo công kích. Sụp đổ, toái, thương, khung, ưng lang vương quát khẽ lên tiếng, hắn thi triển ra tuyệt thế vô địch nhất thương, chiến thương quét ra, trực tiếp hình thành một cái thương quang hình thành màn hào quang. Quét về phía sáu sao sao bảo, thế nhưng là, lâm phong sáu sao sao bảo uy lực hạng gì cường đại. Há lại giờ này khắc này ưng lang vương có thể ngăn cản. Huống chi hiện giờ ưng lang vương bản thân chiến lược bị lâm phong suy yếu tối thiểu nhất ba thành. Chiến lược giảm mạnh ưng lang vương lại càng thêm vô pháp chống lại lâm phong công kích. Phốc, xé rách thanh âm, bỗng nhiên truyền ra, ưng lang vương lấy thương pháp loại thần thông ngưng tụ mà thành công kích trong trước mắt đã bị lâm phong 6 sao sao bảo phá vỡ. Không, ưng lang vương dự cảm được tử vong khí tức bao phủ toàn thân, bởi vậy không khỏi vẻ sợ hãi kêu lên. Phanh, 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 phanh chỉ là sau một khắc, cùng với lục đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra. Lâm Phong sáu sao sao bảo trực tiếp đánh giết tại trên người ưng lang vương. Ưng lang vương chịu không được Lâm Phong sáu sao sao bảo công kích. Thân thể bùng nổ, trực tiếp thần hình câu diệt, chỉ còn lại có bổn nguyên cùng chữ vật giới chỉ. Lâm Phong thì là đem ưng lang vương bổn nguyên cùng chữ vật giới chỉ, cùng với pháp bảo của mình toàn bộ thu vào. Từ kiều mị cùng từ kiều nguyệt hai nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn trận này đại chiến. Lâm Phong vậy mà lấy như thế nhanh như chấp tốc độ đánh chết tiên đế đỉnh phong ưng lang vương. Thật sự là thật bất khả tư nghị, hai vị tiên tử, hiện tại cái này vướng bận ưng lang vương đã hồn về địa ngục, không ai có thể quấy dậy đến ba người chúng ta. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía từ kiều mị cùng từ kiều nguyệt hai người. Hai nữ khuôn mặt phấn hồng một mảnh, nguyên bản đối với đề nghị của Lâm Phong các nàng là cực kỳ kháng cự. Chẳng qua hiện nay thấy được Lâm Phong vậy mà như vậy lợi hại. Tương lai thành tựu, Tất nhiên không thể lường được A. À. Theo Lâm Phong, tựa hồ chưa từng không là một chuyện tốt. Nữ nhân vốn là cần tìm một cái hảo cõi đi về. Lâm Phong tựa hồ là một người không tệ tuyển. Công tử nếu là có thể đối xử tử tế chúng ta, chúng ta liền nguyện ý cho phép công tử. Từ kiều Mỹ nói, từ kiều Nguyệt cũng gật gật đầu. Hiển nhiên cùng từ kiều Mỹ ý nghĩ là nhất trí. Lâm Phong không khỏi trợn trắng mắt. Hắn chỉ là muốn muốn trêu chọc hai người mà thôi. Cũng không loại suy nghĩ này. Ai từng muốn đến? từ kiều mị cùng từ kiều nguyệt vậy mà thật sự đáp ứng xuống. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nếu là mị lực quá lớn, thật sự là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a. À. Vừa mới tại hạ kỳ thật là đang cùng hai vị tiên tử đùa cợt, bởi vậy hai vị tiên tử không cần thật đúng. Ngươi, hỗn đản, từ kiều mị cùng từ kiều nguyệt hai nữ nhất thời sư tử Hà Đông giống lên, từng cái một không để ý hình tượng, bay thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Trận này cho khôi hài cuối cùng lấy Lâm Phong bị hai nữ đau nhức nằm bẹp dí một hồi chấm dứt. Lâm Phong liên tục cười khổ, lại quyến rũ Phong tình nữ nhân một khi khởi sướng phẫn nộ. Cũng có thể đòi người nửa cái mạng A, Từ Kiều Mỹ cùng Từ Kiều Nguyệt hai nữ tìm địa phương chữa thương. Mà Lâm Phong thì là lấy ra hoàng diễm đạo cùng ưng lang vương chữ vật giới chỉ. Hắn ý định nhìn xem hai người này trong chữ vật giới chỉ có đồ vật gì. Tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, thứ tốt xác thực không ít. Thế nhưng, Lâm Phong muốn nhất tam thiên đại đạo lại không có có thể tìm đến. Có rất ít tu sĩ hội đem những đạo thống này truyền thừa đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Bọn họ thường thường đều là ghi tạc trong đầu, sau đó đem những cái kia ghi lại lấy đạo thống truyền thừa đồ vật tiêu hủy. Kỳ thật không riêng gì tu sĩ khác làm như vậy, liền ngay cả Lâm Phong cũng là làm như vậy. Hôm sau, hừng đông nhà lên thời điểm, Lâm Phong ý định cùng Từ Kiều Nghị, Từ Kiều Nguyệt tỷ muội hai người chia tay. Chúng ta sau này còn gặp lại a." À. Lâm Phong khoát tay, lập tức rất nhanh rời đi. Cái này không hiểu phong tình khốn kiếp. Từ Kiều Mị, Từ Kiều Nguyệt tỷ muội hai người nhìn về phía Lâm Phong bóng lưng rời đi không khỏi nghiến răng nghiến lợi thống mạ lên Lâm Phong. Cuối cùng tỉ muội hai người cũng không khỏi thở dài một tiếng. Lâm Phong rời đi, không biết có phải hay không là không còn cùng xuất hiện. Làm cho các nàng nội tâm không có lý do tới sinh ra một loại thật sâu thất lạc cảm giác. Chương 3349, Vạn Tiên Tuyết quỷ dị hành vi. Thạch Quốc Hoàng Đô Hoàng Cung lượn lờ tại một tầng kim sắc thánh quang bên trong thỉnh thoảng còn có từng đợt thiên đạo tri âm từ trong đó chuyển ra như là cầm tiêu hợp tấu thanh âm bên ngoài tụ hội không ít tu sĩ đều đang đợi tiến nhập trong đó lâm phong thấy được không ít thế lực lớn đều muốn lấy tiến nhập trong hoàng cung thậm chí lâm phong thấy được mấy tôn đế tông cấp bậc cường giả bao gồm vạn sát tinh vực người kia thần bí nữ tu bị thương lại vẫn dám đến này xem ra cái chỗ này hẳn có nữ nhân kia cần đồ vật lâm phong không khỏi lộ ra vẻ trầm tư vạn sát tinh vực nữ đế tông rất đáng sợ, nhưng hiện giờ thương thế bên người, tình huống cũng không phải là cỡ nào lý tưởng. Đương nhiên, nàng bản thân cảnh giới quá cao, tầm thường tu sĩ mặc dù biết trên người nàng có thương tích, cũng không dám đi trêu chọc nữ nhân này, bởi vì kia hoàn toàn cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Hiện giờ hoàng cung ra, tất cả thế lực lớn tu sĩ tề tụ, thậm chí còn có thiên đường, địa ngục, hoàng tuyền người ký tên đầu tiên trong văn kiện mười mấy cái tinh không cường đạo đoàn người. Tà ma cao thủ cũng nhao nhao đến nơi, thật sự là bọn đầu trâu mặt ngựa tề tụ nơi đây. Có lẽ Thạch Quốc quốc chủ thi thể vẫn còn ở bên trong, năm đó Thạch Quốc chuyện đã xảy ra, hôm nay là bằng không hội cởi bỏ bí ẩn. Lâm Phong không khỏi tự nói, hắn cảm thấy, có lẽ hết thảy thật sự muốn chân tướng rõ ràng, Thạch Quốc năm đó chuyện đã xảy ra nhất định vô pháp tiếp tục giấu giếm hạ xuống. Lâm Phong cũng ở kiên nhẫn cùng chờ đợi, bao phủ lại hoàng cung cấm chế rất cường đại, nếu không phải chủ động tản đi, tu sĩ khác nếu là dám can đảm chủ động đụng vào cấm chế hiển nhiên sẽ không có cái gì tốt kết cục. Đại khái đã chờ đợi 3 ngày thời gian, rốt cục, bao phủ lại hoàng cung cấm chế bắt đầu dần dần tản đi. Trên mặt của mọi người đều lộ ra chờ mong biểu tình. Một ngày về sau, bao phủ lại hoàng cung cấm chế hoàn toàn tản đi, mọi người nhao nhao hướng phía trong hoàng cung bay đi, hoàng cung hết sức khổng lồ, rất nhiều người phân tán ra tiến đến tìm kiếm cơ duyên lâm phong hướng phía trong hoàng cung bộ bay đi thời điểm thấy được phía trước đi qua một nữ nhân lâm phong chỉ có thấy được người này nữ nhân một cái bóng lưng dĩ nhiên là mấy ngày trước đây hắn nhìn thấy người kia nữ tử thần bí lúc ấy lâm phong cũng chỉ có thấy được đối phương một cái bóng lưng mặc dù không có thấy được người này nữ tu hình dạng thế nào nhưng chỉ nhìn bóng lưng liền biết là một tên nữ thần a cô gái kia tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng chỗ sâu trong có một tòa đạo đài phía trên vậy mà để đó một tòa quan tài, bên trong rất có thể mai táng Thạch Quốc quốc chủ, rất nhanh có tin tức rất nhanh truyền bá ra, lúc này cái tin tức sau khi truyền ra, nhất thời kinh động bốn phương, tất cả mọi người rất nhanh hướng phía chỗ sâu quảng trường lao đi. Lâm Phong cũng tới đến hoàng cung chỗ sâu trong, nơi này có một tòa thập phần lớn đại quảng trường, tại trong sân rộng vị trí thì là kiến tạo một tòa đạo đài. Đạo đài phía trên trận văn đan chéo, những cái kia trận văn hết sức phức tạp cùng thâm ảo. Hơn nữa này tòa đạo đài nhìn nhìn như là một tòa to lớn tế đàn đồng dạng. Tế đàn làm đạo đài, đạo đài làm tế đài, Lâm Phong không khỏi thì thào lên tiếng, hắn cảm giác sự tình có chút phức tạp, cũng không phải là trong tương tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa Lâm Phong cảm giác cái chỗ này có chút cổ quái. Thế nhưng là, lúc Lâm Phong muốn tìm kiếm xuất ra ở đâu cổ quái thời điểm lại không có bất kỳ thu hoạch. Vấn đề là xuất tại đạo đài phía trên sao, cũng hoặc là xuất tại này và quan tài phía trên. Lâm Phong không khỏi hơi hơi nhíu mày, hắn cảm giác này tòa quan tài rất không thích hợp, để cho trong lòng của hắn khó có thể bình an, mở ra quan tài nhìn xem như thế nào, có tu sĩ nói, muốn mở ra quan tài, hiện giờ, có tư cách tới gần đạo đài tu sĩ đều là đế cảnh trở lên tồn tại, nếu là chưa từng bước vào cảnh giới này, liền tới gần đạo đài tư cách cũng không có. Hảo, vậy mở ra quan tài nhìn một cái đi, đón lấy không ít đại đế cấp bậc cường giả đồng ý cái quan điểm này muốn mở ra quan tài nhìn một cái có phải thật hay không mai táng thạch quốc quốc chủ ta mở ra hòm quan tài một tên nữ tu nói đón lấy dẫm trận tại chỗ mà ra người này nữ tu dĩ nhiên là vạn sát tinh vực người nữ đế tông kia vạn tiên tuyết dĩ nhiên là nữ nhân này trong đám người có người không khỏi nói thầm tựa hồ nhận ra nữ nhân này thân phận nàng là ai nhìn nhìn hết sức tuổi trẻ a à. có tu sĩ hỏi đối với vạn sát tinh vực thân phận nữ đế tông hết sức hiếu kỳ cái này vạn tiên tuyết cũng không phải là nhân vật đơn giản, nghe nói là một vị tuyệt thế cường giả chuyển thế chi thân, hơn nữa nghe nói đã đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Người kia tu sĩ nói, cái gì, còn có loại chuyện này, rất nhiều người cũng không khỏi kinh hô lên, trên mặt tràn đầy chấn động vô cùng biểu tình. Một tôn tuyệt thế cường giả chuyển thế chi thân, trong chuyện này đại biểu hàm nghĩa. Mỗi người đều hết sức rõ ràng, tuyệt đối kinh người, tùy ý vạn tiên tuyết phát triển hạ xuống, bởi vì có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm tại, cho nên, vạn tiên tuyết tương lai có thể lấy được cái dạng gì thành tựu. Quả thật vô pháp tưởng tượng, chủ động đảm nhiệm khai mở hòm quan tài nhiệm vụ, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa rất có thể gặp phải to lớn nguy hiểm, còn lại đại đế thấy được vạn tiên tuyết nếu như chủ động nói ra do nàng tiến hành mở quán. Tự nhiên vui với thấy được chuyện này, hảo, liền do vạn tiên tử khai mở hòm quan tài. Rất nhiều đại đế đồng thanh nói, nữ nhân này muốn làm gì, lâm phong thì là không khỏi nhíu mày hắn nhìn hướng từng bước một hướng phía đạo đài đi đến vạn tiên tuyết, trung quy cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Hắn cảm thấy, giờ này khắc này vạn tiên tuyết biểu hiện tựa hồ có chút thái quá mức tích cực một chút. Trên người rõ ràng có thương tích, không chỉ có không đi chữa thương, lại vẫn chủ động đưa ra do nàng tới mở ra quan tài. Lâm Phong trong óc bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một việc, nguyên bản Thạch Quốc Di chỉ tin tức chỉ có tứ đại thế lực người biết. Nhưng cuối cùng lại bị người đem tin tức tiết lộ đi ra lâm phong đem mục tiêu khóa chặt tại vạn sát tinh vực minh nguyệt tinh vực âm dương tinh vực tam phương thế lực trên người hắn cảm giác hẳn là này tam phương trong thế lực một phương nào thế lực đem tin tức này tiết lộ ra ngoài hiện giờ thấy được vạn tiên tuyết chủ động gánh chịu khai mở hòm quan tài nguy hiểm nhiệm vụ về sau lâm phong cảm thấy tiết lộ tin tức này người hẳn phải là người của vạn sát tinh vực thế nhưng vạn sát tinh vực vì cái gì đem tin tức này tiết lộ ra ngoài lâm phong tạm thời không biết có lẽ rất nhanh vạn sát tinh vực giấu đầu lòi đuôi muốn lộ ra tới lúc này vạn tiên tuyết đã leo lên đạo đài vạn tiên tuyết đứng ở quan tài trước bờ môi rất nhanh nhúc nhích lên không biết đang nói cái gì lâm phong lông mày nhất thời liền nhíu lại vạn tiên tuyết đến cùng đang nói cái gì hắn cảm giác chuyện này tương đối quỷ dị rất nhiều đại đế cấp bậc cường giả tựa hồ cũng phát hiện một ít không đúng địa phương bởi vậy những đại đế cấp bậc đó cường giả nhao nhao nhíu mày vạn tiên tử Người đang làm cái gì? Còn không mau một chút khai mở hòm quan tài sao? Một tên đại đế cấp bậc cường giả thúc dục nói. Vạn tiên tuyết thì là đánh ra từng đạo pháp quyết, từng đạo thần quang trào vào quan tài ở trong. Âm âm, âm âm, trong nháy mắt, nay tòa quan tài vậy mà kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. chương 3350, tàn khốc huyết tế. Quan tài lay động, tính cả lấy cả tòa đạo đài cũng kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Thấy như vậy một màn, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra chấn động vô cùng biểu tình ngươi đang làm cái gì rất nhiều đại đế không khỏi sắc mặt đại biến nhìn hằm hằm hướng vạn tiên tuyết hiện giờ mọi người tự nhiên đã biết được vạn tiên tuyết cũng không phải thành tâm thực lòng muốn mở ra quan tài nàng có mục đích khác là ngươi nhóm người của vạn sát tinh vực đem thạch quốc di chỉ tin tức tiết lộ ra ngoài được thương hải lão nhân thần sắc âm trầm bay thẳng đến vạn tiên tuyết phóng đi muốn đánh chết vạn tiên tuyết tuy thương hải lão nhân nhìn nhìn một bộ người hiền lành bộ dáng nhưng kỳ thực nhân vật như vậy không người nào không phải sát phạt quyết đoán làm sao có thể là hoàn toàn người hiền lành kia phó người hiền lành bộ dáng cũng chỉ là thương hải lão nhân bên ngoài một loại hình tượng mà thôi minh nguyệt tinh vực âm dương tinh vực đại đế cũng phục hồi tinh thần lại đối với người của vạn sát tinh vực có thể nói là hận ý ngập trời nếu không phải người của vạn sát tinh vực đem tin tức tiết lộ ra ngoài thạch quốc di chỉ ở trong nơi nào sẽ đi vào nhiều như vậy tu sĩ mà bọn họ lấy được cơ duyên bảo bối vân vân đợi một tí xa xa so với hiện tại nhiều hơn bởi vậy hai đại tinh vực đại đế cũng nhao nhao phóng lên trời thẳng hướng vạn tiên tuyết động thủ tiêu diệt vạn tiên tuyết bằng không mà nói sợ là muốn xuất hiện một ít đáng sợ biến cố có tu sĩ trầm giọng quát sự cảm được một chút chuyện đáng sợ sắp phát sinh vạn tiên tuyết như thế quỷ dị cử động đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề siêu siêu siêu, từng tên một đế cảnh tu sĩ phóng lên trời, thẳng hướng vạn tiên tuyết, muốn chu sát vạn tiên tuyết. Thế nhưng, lúc này xuất thủ đối phó vạn tiên tuyết, hiển nhiên đã không kịp, chỉ thấy cả tòa đạo đài đều phát sinh biến hóa cực lớn. Đạo đài phía trên xuất hiện lần lượt vạn vẹo trận văn. Những cái kia trận văn đan chéo cùng một chỗ, sau đó rất nhanh kéo dài ra, mỗi một đạo trận văn đều chấn động đi ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Đem từng tên một đại đế cấp bậc cường giả chấn bay ra ngoài. Đón lấy, những cái kia trận văn phong tỏa toàn bộ khổng lồ quảng trường. Tất cả tu sĩ cũng bị phong tỏa tại trong sân rộng. Muốn rời khỏi cũng không cách nào rời đi. Vạn Tiên Tuyết đến cùng muốn làm gì? Rất nhiều người sắc mặt khó coi nhìn về phía Vạn Tiên Tuyết. Vạn Tiên Tuyết khốn trụ tất cả mọi người tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Phần Thiên Đại trận, vừa lúc đó, Vạn Tiên Tuyết âm thanh băng lãnh vang vọng tại ở giữa thiên địa. Kia từng đạo trận văn đan chéo cùng một chỗ biến thành một tòa khủng bố vô cùng phần thiên đại trận hư không nhất thời bị điểm đốt, thân thể của ta thiêu đốt lên, đón lấy có tu sĩ phát ra kinh khủng tiếng kêu, bởi vì người kia tu sĩ thân thể vậy mà thiêu đốt lên. Hắn nỗ lực muốn dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng căn bản làm không được. Phần thiên đại trận 10 phần quỷ dị, có thể đem tu sĩ trong cơ thể pháp lực nhen nhóm. Làm pháp lực bị sau khi đốt, tu sĩ thân thể sẽ bởi vậy thiêu đốt lên. Đây là một loại từ trong ra ngoài thiêu đốt, để một người tu sĩ thân thể thiêu đốt lên về sau. Đón lấy, tên thứ hai, tên thứ ba, tên thứ tư, tên thứ năm, tên thứ sáu, từng tên một tu sĩ thân thể cũng bắt đầu thiêu đốt lên. a, à, thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra. từng tên một tu sĩ trực tiếp hét thảm lên. rất nhanh những tu sĩ kia đã bị thiêu hồn phi chôn vùi, thân thể bọn họ bên trong bổn nguyên thì là biến thành là tinh thuần nhất năng lượng. nho nhào tuôn hướng đạo đài phía trên quan tài. ta không muốn chết ha, ta còn còn trẻ như vậy, tương lai của ta một mảnh đường bằng phẳng. Ta tại sao có thể chết ở chỗ này a? À? Ta cũng không muốn chết a, à. ta còn giống như tiên nữ đồng dạng vị hôn thê chưa từng cưới vợ nhập môn đâu, ta không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này a." À. Rất nhiều tu sĩ kinh khủng kêu lên, thế nhưng không ai có thể cứu bọn họ, nơi này hỏa diễm thật sự là thái quá mức quỷ dị, liền ngay cả Lâm Phong pháp lực đều thiêu đốt lên. Chứ đừng nói chi là những cái kia phổ thông tu sĩ. Đại đế cấp bậc tu sĩ có thể tạm thời ngăn cản được hỏa diễm đốt cháy nhưng ngăn cản thời gian cũng tuyệt đối sẽ không đặc biệt dài về phần những cái kia chưa từng bước vào đại đế tu sĩ một tên tiếp theo một tên hôi phi yên diệt cuối cùng đều biến thành này tòa quan tài tiếp tế phẩm hắn là muốn thông qua hiến tế tu sĩ phương thức mở ra này tòa quan tài yêu quân trầm giọng nói lâm phong sắc mặt âm trầm gật đầu vạn tiên tuyết kia cái đáng giận nữ nhân đúng là loại ý nghĩ này nữ nhân kia thủ đoạn hết sức khủng bố phải nhanh lên rời đi nơi đây bằng không mà nói tình huống sẽ cực kỳ không ổn. Lâm Phong vận chuyển trong cơ thể thiên hỏa áp chế trong thân thể đốt lên pháp lực quỷ dị hỏa diễm. Thiên hỏa cường đại uy lực ở thời điểm này làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng, trực tiếp chế trụ Lâm Phong trong cơ thể loại kia đốt lên pháp lực quỷ dị hỏa diễm. Bất quá bây giờ Lâm Phong giới hạn tại tự bảo vệ mình. Vô pháp cứu trợ người khác, hắn thử rời đi nơi đây, nhưng lại bị đại trận chấn động trở lại. Nơi này đại trận dị thường khủng bố, mặc dù lấy thủ đoạn của Lâm Phong, Muốn tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi mặt phá giải nơi đây đại trận cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Bởi vậy Lâm Phong hiện tại gặp một chút phiền toái, đại lượng tu sĩ chết đi, nguyên bản tất cả thế lực lớn đến chỗ này tu sĩ tiếp cận vạn người, nhưng cuối cùng còn thừa lại chỉ là hơn 100 người. Này hơn 100 người bên trong, có một bộ phận tu sĩ là đại đế cấp bậc cường giả, còn có một bộ phận không phải là đại đế cấp bậc cường giả, nhưng có được phi phàm thủ đoạn tu sĩ. Tỷ như Lâm Phong như vậy tu sĩ còn dư lại tu sĩ, thì là toàn bộ cũng bị hiến tế. Vạn tiên tuyết, ngươi đáng chết, vạn sát tinh vực làm diệt, rất nhiều tu sĩ hồn hển đồng dạng gào lên, hận không thể hiện tại liền đem vạn tiên tuyết toái thi vạn đoạn. Đem vạn sát tinh vực cho tiêu diệt, vạn tiên tuyết thần sắc hờ hứng, căn bản không có để ý tới những tu sĩ kia giết gào. Răng rắc răng rắc, lúc này này tòa quan tài hấp thu gần vạn danh cường đại tu sĩ bổn nguyên biến thành thành tinh thuần năng lượng về sau cũng phát sinh biến hóa, quan tài nguyên bản bị cường đại cấm chế phong tỏa, thế nhưng là hiện giờ những cái kia cấm chế chợt bắt đầu dần dần nứt ra. Quan tài muốn được mở ra, rất nhiều người thần sắc trở nên ngưng trọng lên, quan tài mở ra, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, hẳn là bên trong thật sự là thạch quốc quốc chủ sao, hẳn là thạch quốc quốc chủ hội phục sinh sao, đây hết thảy đều không được biết, răng rắc răng rắc, quan tài phía trên trận văn dạn nứt càng ngày càng lợi hại. Rốt cục, tất cả trận văn hoàn toàn dạn nứt, phanh, cùng với một đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra. Quan tài cái nắp trực tiếp bay lên, bịch một tiếng, quan tài cái nắp rơi vào đạo đài phía trên. Sau một khắc, một tòa khủng bố sinh linh từ quan tài ở trong ngồi dậy. Đó là một tôn cực kỳ anh Tuấn Nam Tử, hắn có được một chương anh Tuấn đến gần như tại yêu dị khuôn mặt. Tên Nam Tử kia lồng ngực vị trí có một cái to lớn lỗ máu. Trái tim của hắn lại bị người đào đi, chương 3351, liên thủ người kia bị đào đi trái tim nam tử còn có sinh một cái sừng cùng một đối với kim sắc vỗ dực không biết cái vị này tồn tại đến cùng là chủng tộc gì sinh linh trước kia thời điểm lâm phong cũng chưa từng gặp qua như vậy một chủng tộc cũng không phải thạch quốc quốc chủ thi thể a thạch quốc quốc chủ thi thể mai táng tại nơi nào cũng hoặc là thạch quốc quốc chủ năm đó chưa từng vẫn lạc lâm phong không khỏi nghĩ tới loại nào đó tính khả năng làm nghĩ đến loại kia khả năng về sau trên mặt của lâm phong không khỏi lộ ra cực kỳ chấn kinh biểu tình thạch quốc quốc chủ nếu thật là không có chết hắn hội đi chỗ nào dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua thời gian là bằng không mai táng thạch quốc quốc chủ lâm phong chợt nhớ tới lai lịch của vạn tiên tuyết vạn tiên tuyết này chính là tuyệt thế cường giả chuyển thế chi thân hiện giờ nàng vậy mà bốc lên to lớn nguy hiểm không tiếc đắc tội nhiều như vậy thế lực huyết tế gần vạn danh cường đại tu sĩ chính là vì phóng thích sau lưng mọc lên hai cánh thần bí tu sĩ Hẳn là, Vạn Tiên Tuyết kiếp trước cùng người này sau lưng mọc lên hai cánh thần bí tu sĩ nhận thức. Lâm Phong còn muốn đến mặt khác một loại khả năng tính. Người kia sau lưng mọc lên hai cánh tu sĩ có phải hay không Thạch Quốc bị diệt thời điểm vẫn lạc? Hắn là Thạch Quốc quốc chủ thuộc hạ, hay là Thạch Quốc quốc chủ địch nhân? Nếu là thuộc hạ, như vậy Vạn Tiên Tuyết cũng hẳn là tham dự năm đó hủy diệt Thạch Quốc cường giả một trong. Bất quá Lâm Phong suy đoán năm đó trận chiến ấy, Vạn Tiên Tuyết nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng thân thể đoán chừng bị phá hủy, cho nên không thể không lựa chọn chuyển kiếp trở về. Loại thủ đoạn này cùng trong truyền thuyết tiến nhập lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế thủ đoạn là không đồng dạng như vậy. Tuyệt thế cường giả chuyển kiếp trở về là linh hồn tiến nhập chưa từng sinh ra hài nhi trong óc tiến hành ngủ say. Chỉ chờ mong tương lai có một ngày có thể phục hồi qua. Ti tiện sinh linh, cũng dám ngăn cản bổn tỏa thoát khốn, các người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Sau lưng mọc lên hai cánh khủng bố sinh linh từ quan tài ở trong đi ra trong con người lóe ra lành lạnh sát ý hắn tuy mất đi trái tim có thể vẫn vô cùng khủng bố một thân khí tức kinh sợ thiên địa làm cho người ta hít thở không thông đây tuyệt đối là một tôn khủng bố đến vô pháp tưởng tượng tồn tại hắn cách hư không hướng phía một tôn đại đế một quyền đánh giết mà đi kia tôn sắc mặt của đại đế đại biến muốn rất nhanh tránh thoát kia tôn khủng bố sinh linh công kích thế nhưng người đại đế kia lại phát hiện mình đã bị triệt để khóa chặt lại bởi vậy tránh cũng không thể tránh không thể không ngạnh kháng kia tôn khủng bố sinh linh, phanh, cùng với một đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra. Hai cái tồn tại công kích đụng đụng vào nhau, kia tôn đại đế cấp bậc cường giả thân thể trực tiếp bùng nổ, đương trường thần hình câu diệt. Thấy như vậy một màn về sau xung quanh tu sĩ toàn bộ lộ ra không dám tin biểu tình. Bởi vì kia tôn đại đế thế nhưng là một vị đế quân cấp bậc cường giả ha. Cấp bậc này tu sĩ, phóng tầm mắt tinh không thế giới. Cũng tuyệt đối là một phương bá chủ cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là hiện giờ, lại bị trong chớp mắt miếu sát, tình cảnh này quả thật có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Giết chết kia Tôn Đế quân cấp bậc cường giả về sau, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đột nhiên khẽ hấp. Kia Tôn Đế quân cấp đừng tu sĩ bổn nguyên liền bị kia Tôn sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh trực tiếp thôn phệ. Mỹ vị, thật là mỹ vị a, à. các ngươi có thể lý giải một người bị nhốt tại quan tài ở trong vô tận tuế nguyệt cái loại kia cảm thụ sao? sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh lạnh lùng nhìn về phía xung quanh tu sĩ khuôn mặt của hắn băng lãnh dư tợn tràn ngập sát ý làm cho người ta tim đập nhanh hắn như cùng là từ địa ngục thế giới bên trong đi ra ác ma đồng dạng mỗi người đối mặt hắn thời điểm đều biết sinh ra sợ hãi cảm giác loại kia sợ hãi cảm giác là từ sâu trong linh hồn phát ra sợ hãi không có người nói chuyện lúc này cũng không có ai dám tự tiện cùng cái vị này khủng bố sinh linh đối thoại ai cũng không hiểu hắn là cái gì tính nết, thực nếu là cùng hắn giao lưu, rất có thể bị hắn chu sát, hắc ám, cô độc, tịch mịch, cừu hận, không cam lòng, khát vọng. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh tiếp tục nói, hắn như là đang nói một mình, vô tận trong bóng tối, một thân một mình thưởng thức cô độc cùng tịch mịch, cừu hận tại trong lòng sinh sôi, chiếm cứ thân thể của ta, trong đầu của ta, ta không cam lòng bị một mực vây ở bên trong, cho nên ta bắt đầu dãy ruộng. Chính là bởi vì không ngừng dẫy ruộng, ta mới không có chết đi, rốt cục có một ngày, ta cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức, ta thấy được thoát khốn hy vọng. Nói đến đây thời điểm, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh thì là nhìn về phía bên người vạn tiên tuyết. Lâm Phong nội tâm không khỏi nói thầm lên, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh nói mình cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức, chẳng lẽ là bởi vì, hắn cảm ứng được vạn tiên tuyết khí tức. Hoặc là nói, là cảm ứng được vạn tiên tuyết trong óc trí nhớ kiếp trước phục hồi khí tức. Hiện giờ, ta rốt cục đã thoát khốn loại cảm giác này thật sự là quá tốt hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội thần phục với bổn tọa thề trở thành bổn tọa nô lệ bổn tọa liền tha các ngươi một mạng bằng không mà nói các ngươi đại mưu sẽ trở thành bổn tọa đồ ăn sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh lạnh lùng nói hừ chẳng biết hưu chết về tay ai còn không nhất định đó thương hải lão nhân lạnh giọng nói rất nhiều tu sĩ trong con ngươi đều đã hiện lên lãnh ý muốn liên thủ cùng cái vị này sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh nhất quyết sinh tử bởi vì tu luyện tới mọi người cảnh giới này đều là có mặt mũi nhân vật ai hội cam tâm tình nguyện trở thành người khác nô lệ triệt để mất đi tự mình đây quả thực so với giết đi mọi người còn muốn cho mọi người càng thêm khó chịu đều muốn chết sao sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh lạnh lùng nói cái kia con người băng lãnh quét qua xung quanh tất cả tu sĩ bất kể là nam là nữ là lão là ít không có người nào lựa chọn nương nhờ sau lưng mọc lên hai cánh tu sĩ trở thành hắn nô lệ thông minh một chút, nên biết như thế nào lựa chọn mới đúng. Vạn tiên tuyết nói, vạn tiên tuyết, người cái này độc phụ, lão tử nếu không phải chết, sớm muộn lột da của ngươi, móc ra lòng của ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không lòng giả rắn rết. Có tu sĩ lạnh lùng nhìn về phía vạn tiên tuyết, người kia tu sĩ nhìn mình vài người huynh đệ trước sau chết đi. Lại không có cách nào cứu bọn họ, bởi vậy đối với vạn tiên tuyết cừu hận đến cực điểm. Vạn tiên tuyết cười lạnh nói, sẽ chết người, cũng dám nói ra lần này nói khoác mà không biết ngượng lời tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, chư vị, động thủ, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cũng không tin ngăn không được tên kia. Thương Hải Lão Nhân nói, không sai, căn bản không cần e ngại, tên kia đã bị mệt nhọc nhiều năm như vậy, hơn nữa bị người đào đi trái tim, chiến lược trôi qua hết sức lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy, không nhất định hội bài. Mặt khác cho rằng đế tông cấp bậc cường giả trầm giọng quát, Hai đại đế tông cấp bậc cường giả trước sau lên tiếng cổ vũ mọi người, để cho mọi người sĩ khí đại trấn, sát từng tên một tu sĩ không khỏi hét lớn lên, hoặc là đánh ra cường đại thần thông, hoặc là tế ra một ít cường đại pháp bảo, hơn 100 người, toàn bộ xuất thủ, cường đại công kích hội tụ cùng một chỗ, hình thành công kích hồng lưu, bay thẳng đến sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đánh giết mà đi. Chương 3352 Thái cổ long tượng quyết chương 3353 nhiều như vậy tu sĩ lại đồng loạt ra tay, đánh ra công kích là bực nào cường hãn cùng khủng bố. Thế nhưng sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh lại là một bộ lạnh lùng vô cùng biểu tình. Chỉ thấy hắn vươn tay hai tay, sau đó trong hư không, nhẹ nhàng vừa đầy, lực lượng kinh khủng trong chớp mắt tuôn động, cuốn thiên địa, uy lực mạnh. Quả thật không thể tưởng tượng, rầm 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 cùng với kia từng đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra. Một môn môn thần thông bị phá, từng kiện từng kiện pháp bảo bị đánh bay sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh thật sự là quá cường đại một người chống lại nhiều như vậy cường giả vậy mà đều ở vào thế bất bại như thế tu vi quả thật có thể dùng nghịch thiên để hình dung mẹ gia hỏa này đỉnh phong thời kỳ đến cùng là cấp bậc gì tồn tại sắc mặt của lâm phong âm trầm đến cực điểm cái vị này sinh linh xác thực quá đáng sợ làm cho người ta không khỏi cực kỳ rung động bất quá mọi người cũng không có theo này buông tha cho mọi người tiếp tục thúc giục cường đại thế công hướng phía sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đánh tới. Đợt thứ hai công kích tiếp tục hướng phía sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đánh giết mà đi. Này đợt thứ hai công kích huy lực so với luồng thứ nhất còn muốn càng cường đại hơn. Trên trăm danh tu sĩ đều là toàn lực xuất thủ, không hề có giữ lại. Nhân số tuy ít, nhưng ý chí cô đọng, Bởi vậy những người này liên hợp cùng một chỗ thậm chí hình thành huyết khí chi long. Chỉ thấy mọi người phía trên lượn vòng huyết khí chi long, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt rít gào, chấn động thiên địa. Các người bọn này ti tiện kiến hôi cho rằng liên hợp cùng một chỗ là có thể chống lại bổn tỏa sao. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, kiến hôi chính là kiến hôi. Các ngươi những cái này kiến hôi tại bổn tỏa trước mặt, nhất định sẽ trở thành một đống xương khô, vĩnh cửu mai táng tại đây. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Thân thể của hắn dần dần lơ lửng đến giữa không trung. Sau đó, vậy đối với to lớn kim sắc vũ rực bắt đầu kích động lên. Vậy đối với to lớn kim sắc vũ rực mỗi một lần kích động, cũng có thể hình thành kịch liệt kim sắc cương phong. Loại kia kim sắc cương phong hết sức đáng sợ, cuốn ra ngoài, quả thật có hủy diệt thiên địa chi uy. Mọi người đợt thứ hai công kích tại loại kia kim sắc cương phong công kích phía dưới. Lần nữa bị phá, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh lơ lửng tại kim sắc cương phong bên trong. Băng lãnh mâu quang quét về phía tất cả mọi người. Tại thời khắc này, hắn phảng phất hóa thân đã trở thành thiên địa chúa tể không ai có thể cùng khủng bố như vậy tồn tại chống lại tại đây dạng một tôn khủng bố tồn tại trước mặt chỉ có kinh khủng tuyệt vọng run rẩy phốc 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 cương đại kim sắc cương phong tại phá hết mọi người công kích về sau tiếp tục hướng phía mọi người đánh tới uy lực thật sự là quá cường đại từng đạo xé rách thanh âm liên tiếp truyền ra cùng với kia từng đạo xé rách thanh âm truyền ra từng tên một tu sĩ tại cương phong công kích phía dưới trực tiếp bị xé tan tành mà sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh tại tham lam cắn nuốt chết đi tu sĩ bổn nguyên thoải mái thật sự là rất thư thái ta thích loại cảm giác này loại cảm giác này phảng phất để ta trở lại lúc trước đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh không khỏi nói giờ này khắc này hắn hiển lộ vô cùng hưng phấn bất quá dưới cái nhìn của người khác ra hỏa này giờ này khắc này có chút biến thái bất quá ra hỏa này xác thực khủng bố trái tim cũng bị người đào đi vẫn còn có cường đại như vậy chiến lực thật sự là không thể tưởng tượng a. À. Tất cả mọi người tại khó khăn chống lại lấy kim sắc cương phong công kích. Lâm Phong cũng giống như thế, hắn lấy thiên huyền bảo tháp hộ thể, đồng thời đánh ra đại phòng ngự thuật cùng pháp lực miễn dịch môn thần thông này. Rồi mới chặn lại kim sắc cương phong công kích, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể ngăn cản được kim sắc cương phong công kích. Tại kim sắc cương phong công kích, càng ngày càng nhiều tu sĩ vẫn lạc. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, tha cho ta đi, tha ta con chó này mệnh a. À. Một ít tu sĩ đối mặt với tử vong thời điểm nội tâm phòng tuyến rốt cục hỏng mất. Bắt đầu ủng hộ hay phản đối sinh hai cánh sinh linh cầu xin tha thứ. Nhưng là có không ít người, thần sắc hờ hững nhìn nhìn đây hết thảy, bọn họ không có cầu xin tha thứ. Một số người tình nguyện chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã đã muộn, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh lạnh lùng nói: hắn dẫn đầu đối với những cái kia cầu xin tha thứ tu sĩ triển khai công kích. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, phốc, 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 cùng với một đạo tiếp một đạo xé rách thanh âm truyền ra. Những cái kia cầu xin tha thứ tu sĩ nhao nhao bị sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đánh chết. Bồn tọa bình sinh hận nhất các ngươi những cái này không có cốt khí đổ vật. Chu sát những tu sĩ kia về sau sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái vị này tồn tại vô cùng khủng bố, khó có thể chống lại, Đại chiến lúc này mới bao lâu thời gian, liền có hơn phân nửa người chết ở cái vị này khủng bố tồn tại công kích phía dưới. Trong đó không thiếu đại đế cấp bậc cường giả, hiện giờ mỗi người đều nhìn không đến chiến thắng cái vị này khủng bố sinh linh hy vọng chỗ. Đương nhiên, ở đây một ít tu sĩ cất giấu cuối cùng chạy trốn thủ đoạn. Một số người cũng định sử dụng những thủ đoạn này, tỷ như Lâm Phong nắm giữ lấy Thiên Mệnh chi thạch, liền có thể ở thời điểm này sử dụng. Ong ngay tại những tu sĩ này nhao nhao ý định vận dụng che giấu thủ đoạn rời đi nơi đây thời điểm. Ngoại giới, kiếm khí tung hoành thiên địa, một đạo óng ánh trói mắt kiếm khí, chính trị giới xé rách nơi đây đại trận. Đón lấy, một chuôi bảo kiếm bay tới, xẹt qua hư không, hướng phía sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh chém giết mà đi. Thạch kiếm, khi thấy chuôi này bảo kiếm, trên mặt của Lâm Phong nhất thời lộ ra chấn động vô cùng biểu tình. Chuôi này đột nhiên xuất hiện ở nơi đây bảo kiếm dĩ nhiên là 36 chuôi thạch kiếm bên trong một chuôi. Một tên lão già dẫm trận tại chỗ mà đến, điều khiển động thạch kiếm, cùng sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đại chiến lại với nhau. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh chiến lược quá nghịch thiên, đối mặt với thạch kiếm công kích, vẫn thành thạo. Thạch kiếm truyền thừa quét dọn bây giờ còn không có bị phá hủy sao. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh không khỏi thì thảo tự nói. Thủ đoạn của hắn hết sức đáng sợ, cũng vô cùng cuồng bạo một đôi cánh chim chính là cường đại nhất pháp bảo vũ dực nhanh như thiểm điện đồng dạng chém về phía thạch kiếm hư không trong trước mắt cũng bị xé rách đón lấy vậy đối với kim sắc vũ dực cùng thạch kiếm đụng vào nhau thạch kiếm lại bị chế trụ ngươi là thạch quốc quốc chủ hậu nhân sao sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh lạnh lùng nhìn về phía điều khiển động thạch kiếm lão già lâm phong giật mình nhìn về phía tên lão giả kia hắn vậy mà gặp qua tên lão giả kia mới vừa tiến vào thạch quốc hoàng đô thời điểm tại phía ngoài cùng trên quảng trường, Lâm Phong một thân một mình ngừng chân quan sát đứt gãy thạch quốc quốc chủ tượng đá thời điểm người này lão già xuất hiện qua. Hắn dĩ nhiên là thạch quốc quốc chủ hậu nhân, thật là làm cho người chấn kinh, nguyên lai năm đó người của thạch quốc cũng không phải toàn bộ đều vẫn lạc. Xem ra thạch quốc có người chạy ra tìm đường sống, thạch vân thương, thạch quốc quốc chủ huyền tôn, lão già nói, thế công càng cường đại hơn, vậy liền trước chung ngươi rồi, lại đi diệt các ngươi này nhất tộc, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh thanh âm băng lãnh, trong hai tay hắn hảo quang lóe lên. Một chuôi huyết sắc chiến thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây tuyệt đối là một kiện khủng bố trí bảo, chuôi này chiến thương xuất hiện, xung quanh hư không vậy mà đều bóp méo lên. chương 3353, trọng thương, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh cầm trong tay huyết sắc chiến thương. Khí tức của hắn hoàn toàn cùng huyết sắc chiến thương dung hợp lại với nhau. Chuôi này huyết sắc chiến thương hẳn là hắn bổn mạng pháp bảo sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh trực tiếp huy động huyết sắc chiến thương hướng phía thạch kiếm quét tới. Khanh, thạch kiếm cùng huyết sắc chiến thương đụng đụng vào nhau, nhất thời truyền tới trời dung đất chuyển kịch liệt va chạm thanh âm. Đón lấy thạch kiếm bị quét bay ra ngoài, người căn bản cũng không có nắm giữ thạch kiếm thúc dục pháp quyết, lại làm sao có thể đem uy lực của thạch kiếm phát huy được đâu này. Cái này chỉ bảo hẳn là niêm phong bảo tồn tại thạch quốc hoàng đô bên trong chuôi này thạch kiếm A. Người nếu như được chuôi này thạch kiếm, liền hẳn là rời đi, mà không là xuất hiện ở nơi đây bởi vì ngươi xuất hiện ở nơi đây kết quả sau cùng cũng chỉ là ném đi tánh mạng của mình sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh lạnh lùng nói hắn vô cùng cuồng ngạo căn bản chưa từng đem thạch vân thương để vào mắt chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết thạch vân thương thanh âm băng lãnh hắn cầm chặt thạch kiếm thẳng hướng sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh khanh 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 hai người trong tay trí bảo đụng vào nhau mỗi một lần va chạm cũng có thể chấn sập một mảnh hư không. Loại cấp bậc này va chạm, thật là làm cho người ngạc nhiên thất sắc a. À. Liên tục va chạm mười mấy cái hiệp về sau, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh bắt lấy một cái cơ hội, trong tay huyết sắc chiến thương đâm ra. Khi khi một tiếng, chuôi này huyết sắc chiến thương trực tiếp trên ngực Thạch Vân Thương mặt đâm ra tới một cái huyết lỗ thủng. Máu tươi nhất thời phun ra, Thạch Vân Thương thân thể bay ngược ra ngoài, hắn gặp này khủng bố một kích, thân thể nhận lấy cực kỳ thương tổn nghiêm trọng ngược lại là có năm đó thạch quốc quốc chủ một tia phong thái chỉ bất quá cảnh giới kém quá xa năm đó bổn tọa đỉnh phong thời kỳ một ánh mắt cũng có thể tiêu diệt ngươi như vậy kiến hôi sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh thần sắc hờ hững cầm trong tay huyết sắc chiến thương từng bước một hướng phía thạch vân thương đi đến thổi tiếp tục thổi thực lợi hại như vậy cũng không đến mức bị người đào đi trái tim đầu năm nay khoác lác ai không hội lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang dội tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc ai dám ở thời điểm này nói ra lời nói này tới cũng dám nói sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh tại khoác lác đây là ngại chính mình cái chết đến không nhanh sao ai sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh mục quang băng lãnh là ngươi ta ta lâm phong dẫm trận tại chỗ mà ra là lâm phong có tu sĩ nhận ra thân phận lâm phong đón lấy lên tiếng lâm phong cửu châu lâm phong đó sao có người nghi ngờ hỏi không sai chính là tiểu tử này đối phương gật đầu nói Tiểu tử này là tại chính mình tìm đường chết sao? Có tu sĩ nói cảm thấy Lâm Phong giờ này khắc này hành vi cùng tìm đường chết không có cái gì khác nhau. Kiến hôi đồ vật, cũng dám tại bổn tọa trước mặt nhảy nhót, quả thật chính là tự tìm đường chết. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh thanh âm hờ hững. Một trường hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi, tiểu tử này chết chắc rồi. Rất nhiều người nói, cảm thấy Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh thái quá mức cường đại, căn bản không ai có thể cùng cái vị này khủng bố sinh linh chống lại. Lâm Phong tuy tu vi không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cùng cái vị này khủng bố tồn tại chống lại. Bởi vậy tại rất nhiều người xem ra, đối mặt với sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh công kích, Lâm Phong sợ là chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, làm sao lưng mọc lên hai cánh sinh linh công kích mắt thấy muốn đánh giết ở trên người Lâm Phong thời điểm. Lâm Phong lại biến mất không thấy. Lâm Phong lợi dụng đại thế tử thuật cái đó và môn thần thông hóa giải sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh công kích. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở lão già bên người, tiền bối, cấp cho ngài hai thanh thạch kiếm, trợ tiền bối giết địch. Lâm Phong nói, lập tức hắn tay phải vung lên, nhất thời hai thanh thạch kiếm bay ra. Đa tà tiểu hữu lão già thấy được Lâm Phong tế ra hai thanh thạch kiếm về sau con mắt nhất thời sáng sổ lại. 36 chuôi thạch kiếm bắt được càng nhiều, uy lực lại càng lớn những thạch kiếm này lẫn nhau trong đó tựa hồ có thể giúp nhau xúc tiến đối phương uy lực một chuôi thạch kiếm chỗ bày ra uy lực tự nhiên không có cách nào cùng ba thanh thạch kiếm chỗ bày ra uy lực đánh đồng lão già trưởng khống ba thanh thạch kiếm thẳng hướng sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cấp bậc này tồn tại cao cao tại thượng liếc xéo chưa thế xuất thủ chu sát lâm phong như vậy một tên bị hắn nhìn tới vì kiến hôi tu sĩ vậy mà đã thất bại này vốn là tương đương với một cái bạt tai quất vào trên mặt của hắn đồng dạng. Hiện giờ Lâm Phong vậy mà lại tế ra hai thanh thạch kiếm, sau đó cấp cho Thạch Vân Thương đối phó chính mình. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh hận không thể xé nát Lâm Phong. Thạch Vân Thương tuy cũng không có trưởng khống thúc dục thạch kiếm đặc thù pháp quyết. Thế nhưng nhiều hai thanh thạch kiếm, Thạch Vân Thương rõ ràng cảm giác ba thanh thạch kiếm trong đó lấy được một loại đặc thù liên hệ. Ba thanh uy lực của thạch kiếm tăng nhiều, siêu 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 ba thanh thạch kiếm rất nhanh hướng phía sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đánh tới. Chỉ thấy ba thanh thạch kiếm tại giữa không trung nhanh như thiểm điện hướng phía sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh triển khai công kích. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh trong tay huyết sắc chiến thương chặn lại một chuôi thạch kiếm công kích. Một đôi kim sắc vũ rực chặn lại mặt khác một chuôi thạch kiếm công kích. Còn chờ cái gì, giết hắn đi, thương hải lão nhân trầm giọng quát, ầm ầm ầm, may mắn còn sống sót hơn 10 danh tu sĩ nhao nhao xuất thủ. Các loại cường đại thần thông hoặc là pháp bảo toàn bộ hướng phía sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đánh giết mà đi. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh hiện giờ bị Thạch Vân Thương lấy ba thanh thạch kiếm kéo lại. Bởi vậy, không có kinh lịch lại đi đối phó tu sĩ khác công kích. Các loại cường đại thần thông, pháp bảo toàn bộ đánh giết tại sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh trên người. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh tuy vô cùng cường đại, nhưng cũng là huyết nhục thân thể. Nhận lấy nhiều như thế công kích về sau cũng không khỏi bị đánh hộc máu chém, tại sao lưng mọc lên hai cánh sinh linh bị này đánh bay ra ngoài thời điểm Thạch Vân Thương bắt lấy một cái cơ hội ngàn năm một thuở, điều khiển ba thanh thạch kiếm rất nhanh hướng phía sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh chém giết mà đi. Phốc, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh thần sắc hơi đổi, trong tay huyết sắc chiến thương quét ra ngoài, đánh bay một chuôi thạch kiếm. Một đôi kim sắc vũ dực phân biệt quét về phía mặt khác hai thanh thạch kiếm. Thế nhưng là, này một đôi kim sắc vũ dực đánh chúng vào một chuôi thạch kiếm, Mặt khác một chuôi thạch kiếm thì là vò tới sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh trước người. Sau đó, một kiếm đâm vào sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh trong thân thể. a à, kêu thảm đầy thê lương thanh âm không khỏi truyền ra, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh bị thương nặng, hắn đem đâm vào trong thân thể thạch kiếm rút ra, muốn chân áp thạch kiếm. Nhưng thạch kiếm lại dẫy ruộng mở, thoát ly khống chế của hắn. Hảo hảo hảo, các ngươi những người này đều đáng chết, đều đáng chết. Bồn tọa sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đặc biệt là trưởng khống hai thanh Thạch Kiếm tiểu tử kia, bổn tọa hội đem ngươi toái thi vạn đoạn. Linh hồn đánh vào địa ngục bên trong, vĩnh viễn nhận hết tra tấn. Sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh oán độc gầm hét lên. Lập tức, hắn quấn lấy vạn tiên tuyết, xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất vô tung. Chương 3354 tặng kiếm, muốn đánh chết sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh thật sự không phải là một chuyện dễ dàng tình. Bởi vì cái vị này tồn tại thật sự là quá cường đại. Giết hắn Nói dễ vậy sao? Bất quá, hiện giờ cái vị này tồn tại đã tao ngộ trọng thương, đoán chừng biết về già thực một đoạn thời gian. Chúng ta đi." Thạch Vân Thương nhìn nói với Lâm Phong, Lâm Phong thu chính mình hai thanh thạch kiếm, lập tức cùng Thạch Vân Thương một chỗ rời đi. Cuối cùng bọn họ rời đi Thạch Quốc di chỉ, đi tới tinh không thế giới bên trong. Cuối cùng hàng lâm tại một tòa trên tinh cầu mặt, "Tiền bối, thương thế của ngài cảm giác thế nào?" Lâm Phong không khỏi hỏi. "Không sao." Thạch Vân Thương nói, một chút dừng lại, hắn tiếp tục nói lần này còn muốn đối với thiệt thòi tiểu hữu hai thanh thạch kiếm bằng không mà nói sợ là vô pháp đối phó kia tôn tồn tại lâm phong hiện tại trong lòng có thật nhiều nghi hoặc tỉ như kia tôn sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh đến cùng là lai lịch gì năm đó thạch quốc đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố thạch quốc quốc chủ thật sự vẫn lạc sao vân vân và vân vân vãn bối có thể hỏi mấy vấn đề sao lâm phong không khỏi nói đương nhiên có thể thạch vân thương gật gật đầu nói lâm phong vui vẻ hỏi tiếp năm đó thạch quốc quốc chủ tiền bối vẫn lạc sao đây là hắn muốn biết nhất một việc năm đó thạch quốc quốc chủ thế nhưng là liền tam giới cũng không dám trêu chọc tồn tại ngoại giới một mực thịnh truyền thạch quốc quốc chủ vẫn lạc ở trong trận chiến ấy nhưng lâm phong cảm giác có lẽ tin đồn có sai thạch quốc quốc chủ nói không chừng cũng không vẫn lạc đương nhiên đây chỉ là lâm phong suy đoán về phần tình huống chân thật cùng hắn suy đoán tình huống có phải là giống nhau hay không Lâm Phong tạm thời còn không biết, vậy đánh một trận, Thái Tổ phụ mất tích, Thạch Vân Thương thở dài một tiếng nói. Đón lấy Thạch Vân Thương giảng đến năm đó trận chiến ấy tình huống. Thạch Quốc quốc chủ tựa hồ đã sớm dự liệu được một sự tình, bởi vậy hắn sớm đem một bộ phận tộc nhân đưa ra Thạch Quốc. Không lâu sau, Thạch Quốc thật sự đã tao ngộ nguy cơ. Được xưng là tinh không thánh quốc Thạch Quốc, vô thành vô tức tin tức, mà Thạch Quốc quốc chủ tại sau trận chiến ấy, biến mất vô tung. Không có ai biết Thạch Quốc Quốc chủ có hay không vẫn lạc ở trong trận chiến ấy. Dù cho Thạch Quốc Quốc chủ hậu nhân cũng không biết, mà bị Thạch Quốc Quốc chủ sớm đưa đi nhóm này tộc nhân có thể may mắn còn sống sót hạ xuống. Thạch Quốc đạo thống, bởi vậy không diệt, một trận chiến này vì sao lên? Lâm Phong không khỏi hỏi, hắn rất quan tâm điểm này, Thạch Quốc Quốc chủ cường đại như vậy tồn tại, theo lý thuyết hẳn là không có thế lực nguyện ý đắc tội cường giả như vậy mới đúng. Thế nhưng là chân thực tình huống hiển nhiên cũng không phải là như thế đối phương tình nguyện trả giá thảm trọng giá lớn, cũng phải phai mờ thạch quốc quốc chủ, hủy diệt thạch quốc. Trong chuyện này, hẳn là cất giấu thiên đại bí mật. Thạch Vân Thương nói, có lẽ cùng một kiện đồ vật có quan hệ. Vật gì? Lâm Phong tò mò hỏi. Trấn Thiên Thạch Bi, Thạch Vân Thương nói, Lâm Phong không khỏi chấn động, Trấn Thiên Thạch Bi thế nhưng là có thể cùng cánh cổng vĩnh sinh, vô thượng thần đình sánh ngang tồn tại. Là chư thiên vạn giới lớn nhất một trong những bí mật. Lâm Phong hiện tại nơi này thậm chí còn có hai khối không trọn vẹn chấn thiên thạch bi. Chấn thiên thạch bi tuy vô cùng cường đại, nhưng năm đó lại có chấn thiên thạch bi bị người hủy diệt. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại mới có thể hủy diệt chấn thiên thạch bi như vậy chí bảo. Lâm Phong không khỏi tiếp tục hỏi, hẳn là năm đó thạch quốc quốc chủ lấy được một khối chấn thiên thạch bi hay sao? Thạch Vân Thương gật gật đầu, nói, không sai, thái tổ phụ lấy được một khối chấn thiên thạch bi, hơn nữa thái tổ phụ quật khởi cùng chấn thiên thạch bi có lớn lao quan hệ, chẳng qua lúc ấy ta còn rất nhỏ tuổi, những chuyện này đều là nghe một đời trước người nói lên. Dựa theo tổ tiên người theo như lời, năm đó ta thái tổ phụ lĩnh hội chấn thiên thạch bi bí mật. Nghe đến đó về sau lâm phong không khỏi động dung, chấn thiên thạch bi cất dấu bí mật là vô cùng kinh người. Như tam thiên đại đạo, thành thiên phương pháp, tuyệt đỉnh thần thông vân. Vân, đợi một tí cũng chỉ là chấn thiên thạch bi che giấu tương đối nhỏ bí mật chân chính tuyệt thế bí ẩn, cũng không phải những cái này. Vô tận tuế nguyệt đến nay, có rất nhiều tu sĩ muốn lĩnh hội chấn thiên thạch bi bí mật, nhưng nghe nói, tối đa cũng chỉ là lĩnh hội ra một ít đỉnh cấp thần thông. Căn bản vô pháp lĩnh hội xuất ra chấn thiên thạch bi che giấu hạch tâm bí mật. Thế nhưng thạch quốc quốc chủ lại làm được, này quá kinh người, chấn thiên thạch bi cất giấu một kiện cực kỳ bí mật kinh người, mà cái này bí mật, thái quá mức đáng sợ, bởi vậy, bí mật này, bị mở ra, 18 tòa chấn thiên thạch bi, Mỗi một tòa chấn thiên thạch bi ở trong đều cất giấu một bộ phận bí mật. Thạch Vân Thương tiếp tục nói, bí mật này rốt cuộc là cái gì, lại bị tách ra ẩn nấp ở 18 khối chấn thiên thạch bi bên trong, chẳng lẽ là vĩnh sinh bí mật sao? Lâm Phong không khỏi nói, không, không phải là vĩnh sinh bí mật, có lẽ so với bí mật này còn muốn kinh người nhiều. Thạch Vân Thương nói, dựa theo năm đó tổ tiên người giảng thuật cũng biết, bí mật kia quá kinh người, để cho thái tổ phụ cũng cực kỳ bất an. Về sau Thái Tổ phụ tựa hồ dự cảm được sự tình gì, liền muốn muốn đem Thạch Quốc rời đi, đi hướng một cái không biết địa phương, thế nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Thái Tổ phụ đã thất bại. Lại sau đó, bộ phận tộc nhân bị đưa đi, Thạch Quốc bị diệt. Đây là một đoạn bí mật, để cho Lâm Phong hết sức chấn kinh. Hắn nghĩ tới lúc trước nhìn thấy phế thổ sinh linh, nghĩ tới sau lưng mọc lên hai cánh khủng bố sinh linh. Sau đó Lâm Phong nói, lúc trước ta thấy đến phế thổ bên trong đi ra khủng bố tồn tại mà kia tôn sau lưng mọc lên hai cánh khủng bố sinh linh không biết là lai lịch gì, bọn họ hẳn là năm đó vây công thạch quốc sinh linh A. À. Thạch Vân Thương nói, không sai, bọn họ là trong đó một bộ phận sinh linh, nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng không phải chân chính phía sau màn người cầm lái, người giật dây là ai không được biết, sau trận chiến ấy, thái tổ phụ tiêu thất, một chỗ biến mất còn có kia khối chấn thiên thạch bi. Lâm Phong cùng Thạch Vân Thương hàn huyên thật lâu, hắn hiểu được năm đó phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng rất khó xác định rốt cuộc là ai tại nhầm vào Thạch Quốc. Năm đó quá nhiều bí mật nhất định bị lịch sử chỗ mai táng. Đời sau người khó có thể tìm kiếm, không thể không nói, đây là một loại lớn lao tiếc núi. Chuôi này Thạch Kiếm chính là năm đó Thái Tổ phụ lưu lại, thế nhưng là ta đã già, không nên lại trưởng khống chuôi này Thạch Kiếm. Thạch Vân Thương lấy ra đó của hắn chuôi Thạch Kiếm, không khỏi cảm khái lên. Hắn đem Thạch Kiếm đưa cho Lâm Phong, nói, người còn trẻ, tương lai một mảnh đường bằng phẳng, hơn nữa ngươi đã nắm giữ hai thanh thạch kiếm, có lẽ về sau còn có thể đạt được càng nhiều thạch kiếm, chuôi này thạch kiếm đặt ở ngươi nơi này mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Đa tạ tiền bối, Lâm Phong không có cự tuyệt, hắn nhận lấy thạch kiếm. Bởi vì thạch kiếm thật sự quá trọng yếu, Lâm Phong thậm chí nghĩ đến một ngày kia có thể đem 36 chuôi thạch kiếm thu thập đủ toàn bộ. Nếu là thật sự có thể thu thập đủ toàn bộ 36 chuôi thạch kiếm lời nói, tuyệt đối là nghịch thiên đại sát khí. Tiểu Hữu Chúng ta sau này còn gặp lại a." À. Thạch Vân Thương vỗ vỗ Lâm Phong, lập tức phóng lên trời, rất nhanh liền biến mất. Lâm Phong rất cảm tạ vì tiền bối này tặng kiếm tri ân. Hắn đối với Thạch Vân Thương rời đi phương hướng bái, lập tức Lâm Phong đứng dậy, nơi đây không nên ở lâu. Lâm Phong thu thạch kiếm về sau cũng rất nhanh rời đi chỗ này vực ngoại tinh cầu. Chương 3355, Tinh toán tử. Lâm Phong vẫn muốn cùng chờ đợi độc tổ, Tà Tôn Thánh Giả, hai đại quỷ đế xuất hiện. Thế nhưng Hắn không thể đủ đợi đến bốn người, có lẽ bọn họ vẫn vẫn còn ở cơ duyên chi địa bế quan tu luyện. Bất quá bốn người bọn họ Lâm Phong cũng không phải lo lắng. Một là bởi vì hắn nhóm bốn người tu vi cường đại, hơn nữa bốn người liên thủ, thủ đoạn là cực kỳ phi phàm. Hai là bởi vì hắn nhóm cũng đều biết đi đến bất tử giới tinh không cổ đồ. Tìm không được lời của mình, bốn người tất nhiên sẽ đi đến bất tử giới, đến lúc sau có lẽ có thể tại bất tử giới gặp lại. Thạch Quốc Di chỉ tin tức vượt xuyên Việt Quảng, tuy Thạch Quốc Di chỉ bên trong không ít cơ duyên đều đã bị người phải đi. Thế nhưng, như cũ có rất nhiều tu sĩ liên tiếp tiến nhập Thạch Quốc Di chỉ. Tinh không thế giới bên trong còn phát sinh một chuyện khác tình. Rất nhiều thế lực đều tại truy nã Lâm Phong, thân phận Lâm Phong bại lộ về sau đưa tới rất nhiều thế lực hứng thú. Chủ yếu là trên người Lâm Phong thứ tốt rất nhiều, rất nhiều người đem chu sát Lâm Phong nhìn tới vì đồng đẳng với đạt được 10 lần trở lên nghịch thiên cơ duyên. Bởi vậy, hiện giờ càng ngày càng nhiều thế lực nghĩ đến chu sát lâm phong cướp đoạt trên người lâm phong đồ vật huống chi hiện tại lâm phong tại tinh không thế giới bên trong thế nhưng là lẻ loi một mình chính là đánh chết lâm phong thời điểm tốt nhất nếu là đợi đến lâm phong đột phá đến đại đế cảnh giới còn muốn tưởng chu sát lâm phong vậy hết sức khó khăn rất nhiều thế lực đều coi trọng điểm này cho nên muốn ở thời điểm này đánh chết lâm phong tinh không thế giới bên trong đại lượng tu sĩ đều tại tìm kiếm lâm phong tung tích lâm phong vốn là muốn rời khỏi này mảnh tinh vực đi đến càng thêm xa xôi tinh vực những cái kia tinh vực hẳn là không có ai nhận biết mình đến lúc sau có thể tìm địa phương bế quan đem lấy được mấy trăm loại tam thiên đại đạo toàn bộ tu luyện hiện tại lâm phong đã không thể chờ đợi được tu luyện những tam thiên đại đạo này nhưng hiển nhiên hiện giờ cũng không phải tu luyện những tam thiên đại đạo này thời điểm tốt nhất lâm phong muốn rời khỏi này mảnh tinh không thế giới ý định cuối cùng rơi vào khoảng không hắn bị người phát hiện những cái này tinh không thế giới trong thế lực tựa hồ có am hiểu thôi diễn biết được cao thủ thôi diễn ra lâm phong vị trí đại lượng cao thủ tới vây giết lâm phong không thiếu đại đế cảnh giới cường giả lâm phong đã trải qua một lần lại một lần huyết chiến hắn không biết mình giết đi bao nhiêu người cũng không biết mình trên người có ít nhiều vết thương lâm phong chỉ nhớ rõ vô số tu sĩ thi thể rơi xuống tại ngắn ngủn nửa tháng bên trong trước sau đã trải qua nhiều lần lắm đại chiến lại một lần đại chiến lâm phong tránh thoát vây giết người cuối cùng hắn đáp xuống một tòa cô tịch trên tinh cầu mặt đây là một tòa mất đi tất cả sinh cơ tinh cầu mỗi người sử dụng bất kỳ thảm thực vật hơn nữa một mực có phong xa la đến chỗ này lâm phong nhanh chóng tìm địa phương chữa thương thương thế của hắn không nhẹ trong thân thể bị một tôn đế tông cảnh giới cường giả đã đánh vào đáng sợ kiếm khí đạo kiếm khí kia vẫn đang không ngừng kẻ phá hoại lâm phong sinh cơ nếu không phải cơ thể lâm phong cường đại có lẽ đã chết tại kiếm khí công kích phía dưới. Lâm Phong vận chuyển thái cổ long tượng quyết hóa giải trong thân thể kiếm khí. Sau đó lại vận chuyển bất tử thần thể, đem bị thương thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Trước sau nhiều lần bị người tìm đến, rốt cuộc là phương nào cao nhân tại thôi diễn vị trí của ta. Lâm Phong thần sắc âm trầm, hắn quyết định đem kia tôn thôi diễn vị trí hắn tu sĩ tìm ra. Sau đó chu sát người này, bằng không mà nói, muốn thoát khỏi đông đảo thế lực bao vây chặn đánh, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Lâm Phong lấy tiên tiên bát quái bắt đầu thôi diễn kia tôn thôi diễn vị trí hắn tu sĩ là người nào. Long nhãn sao, chính là ma long tinh vực biên thủy, tương đối gần lam chiếu tinh vực một tòa tinh thần. Chỗ này tinh thần là ma long tinh vực trưởng khống tinh thần, hết sức náo nhiệt. Ma long tinh vực ma long tộc tại đây tòa long nhãn sao phía trên liền đã thành lập khổng lồ phủ đệ. Chỗ này tinh thần sở dĩ gọi là long nhãn sao, nghe nói là bởi vì chỗ này tinh thần rất giống là long con mắt. Tinh thần bởi vậy mà được gọi là hiện giờ rất nhiều tu sĩ hội tụ tại Long Nhãn sao. Cộng đồng thương thảo đối phó chuyện Lâm Phong, những vực ngoại này thế giới tu sĩ quyết tâm muốn chu sát Lâm Phong. Long Nhãn sao, Ma Long Phủ, rất nhiều thế lực cao thủ tề tụ, gần nhất vừa mới đạt được tin tức, một lần vây quét hành động lại thất bại, Lâm Phong kẻ này thật sự là giảo hoạt đến cực điểm, hơn nữa thủ đoạn cao siêu, nhiều lần để cho hắn đào tẩu. Một tên tinh không trùng tộc cường giả trầm giọng nói, nếu là giết không chết kẻ này mới là đại phiền toái, ngày sau đợi kẻ này cường đại lên, tất nhiên hội triển khai trả thù, bởi vậy, nếu như chúng ta lựa chọn động thủ, liền phải tất yếu chu sát kẻ này. Một người khác cường giả nói, tinh toán tử đạo hiếu, còn có thể lần nữa thôi diễn xuất ra lâm phong kẻ này vị trí sao? Tên thứ ba cường giả nói, ánh mắt nhìn hướng một tên vóc người này gầy gò trung niên nam tử. Người này dáng người gầy gò trung niên nam tử tên gọi là gì không có ai biết. Mọi người chỉ biết người này tự hào tinh toán tử. Người này am hiểu lấy tinh thần vận chuyển phương thức thôi diễn chu thiên sự tình. Loại thủ đoạn này có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Lúc trước thôi diễn lâm phong vị trí ở chỗ nào, chính là người này gây nên. Hơn nữa mấy lần thôi diễn, vậy mà toàn bộ thành công, từ đó có thể biết cái này thủ đoạn của tinh toán tử là bực nào bất phàm. Tự nhiên không có vấn đề, tinh toán tử mỉm cười, bất quá, quy củ của chư vị hẳn là hiểu được. Có chút dừng lại, tinh toán tử tiếp tục nói trong con người đã hiện lên một đạo tà ác mâu quang. Đương nhiên minh bạch, đến buổi tối sẽ sai người đem đồ ăn đưa qua. Một tên cường giả nói, kiệt 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 kiệt, thật tốt, tinh toán tử buồn rười rượi nở nụ cười. Đón lấy, tinh toán tử bắt đầu tiến hành thôi diễn. Hắn thôi diễn cần nhờ vào một ít công cụ, đó là từng miếng ngọc giản. Tổng cộng 12 mai, kia 12 mai ngọc giản triệu hoán đi ra vực ngoại tinh không thế giới. Chỉ thấy từng khỏa tinh thần lơ lửng tại tinh không thế giới bên trong, Đương nhiên đây chẳng qua là tinh không thế giới hư ảnh, mà tinh toán Tử Thôi Diễn chi thuật nhờ vào tại tinh không thế giới hư ảnh bên trong hiện ra tinh thần, tới Thôi Diễn Lâm Phong vị trí. Đây là một loại 10 phần thần diệu phương pháp, nếu không phải hiểu loại này Thôi Diễn chi thuật, người căn bản nhìn không ra loại này Thôi Diễn chi thuật huyền diệu chỗ. Chẳng quản không là lần đầu tiên nhìn thấy loại này Thôi Diễn thuật. Thế nhưng là, xung quanh những người kia vẫn đều là như lọt vào trong sương mù. Khó có thể dòm kỳ diệu vị trí. Một phen thôi diễn về sau, tinh toán tử nói, ra hỏa này vị trí bị ta thôi diễn đến. Ở chỗ nào, rất nhiều người vội vàng hỏi, Lam Chiếu Tinh, tinh toán tử nói, Lam Chiếu Tinh, kẻ này cùng bách nhà các có một chút giao tình, chẳng lẽ là muốn nhờ vào tại bách nhà các quan hệ thoát đi hay sao? Một tên đế cảnh cường giả lạnh giọng nói, đón lấy một tôn đế tông cấp bậc cường giả nói, thông báo hạ xuống, tu sĩ quân trực tiếp phong tỏa Lam Chiếu Tinh, đến lúc sau bách nhà các cũng tất nhiên không dám che chở kẻ này chương 3356, Tinh Vân Tiên Tử. Nơi này chính là cái kia ra hỏa chỗ ở sao? Lâm Phong đáp xuống long nhãn sao? Hắn cũng không biết ban ngày thời điểm phát sinh ở Ma Long Phủ trong phòng nghị sự sự tình. Lần này hàng lâm long nhãn sao? Lâm Phong không chỉ có thi triển ra đại hóa đi thuật cải biến dung mạo của mình. Hắn còn vận dụng số mệnh chi đạo tới giấu giếm hơi thở của mình. Trong thời gian ngắn, hắn suy đoán đối phương kia tôn nắm giữ lấy bí pháp tu sĩ tất nhiên thôi diễn không được hắn vị trí cụ thể. Thế nhưng, Lâm Phong biết, phải tốc chiến tốc thắng, nếu là đúng phương nhiều thôi diễn mấy lần, hắn tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng, đến lúc sau có lẽ sẽ bị tìm được. Về phần Tinh toán tử lúc trước suy tính Lâm Phong tung tích, nói Lâm Phong xuất hiện ở Lam Chiếu Tinh tin tức này là tinh toán tử bịa chuyện ra. Tinh toán tử phát hiện lần này hắn suy tính thất bại. Thế nhưng Tinh toán tử cũng không có nói ra, bởi vì, lợi hại hơn nữa thôi diễn đại sư, cũng không có khả năng mỗi một lần đều thôi diễn thành công thất bại một lần tự nhiên bình thường, huống hồ mỗi thành công một lần, những thế lực này sẽ cống hiến xuất ra mỹ vị đồ ăn. Nếu là nói cho bọn hắn biết chính mình thôi diễn đã thất bại, những người kia hội thấy thế nào chính mình, đến lúc sau dễ như trở bàn tay mỹ vị đồ ăn đoán chừng cũng không có. Tinh toán từ cực độ hưởng thụ bị rất nhiều thế lực chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Cho nên hắn muốn cố hết sức tại đông đảo thế lực cao thủ trước mặt biểu hiện ra một bộ cao thâm mạc chắc năng lực. Tới hấp thụ những người này tín nhiệm cảm giác. Đến trước mắt vị trí, Tinh toán tử cho là mình làm coi như không tệ, Lâm Phong tuy thôi diễn ra thôi diễn hắn tu sĩ ở nơi này tòa Long nhãn sao phía trên. Nhưng đối với phương là người nào, cư ngụ ở chỗ nào, Lâm Phong liền không được biết rồi. Lâm Phong đi tới tin tức tập hợp và phân tán chi địa trong tử lâu tiến hành tìm hiểu. Nghe nói rất nhiều thế lực cao thủ đều đi đến Lam Chiếu Tinh. Xem ra Lâm Phong đó nhất định tại Lam Chiếu Tinh, bằng không mà nói, rất nhiều thế lực vì cái gì đi Lam Chiếu Tinh? Lâm Phong bàn bên một bàn khách nhân ở đàm luận chuyện này. Không biết Lâm Phong đó lần này có thể hay không bị chu sát. Một người khác nói, Lâm Phong đứng dậy, thì là ôm quyền, nói, chư vị huynh đài hảo. Tại hạ Lâm Thanh, mới vừa tiến vào tinh không thế giới tu luyện. Vừa mới nghe được chư vị huynh đài nói lên rất nhiều thế lực bao vây Lam Chiếu Tinh, còn nói rồi Lâm Phong người này, không biết là chuyện gì xảy ra, chư vị huynh đài có hay không thuận tiện báo cho biết một phen thấy được Lâm Phong là một người tuổi trẻ anh Tuấn Công Tử. Vài người tu sĩ liền muốn mời Lâm Phong một chỗ ngồi xuống. Trong đó một tên thoáng mập mạp trung niên tu sĩ nói, tiểu ca cũng biết Lâm Phong này hay sao? Lâm Phong nói, tự nhiên là biết, nghe nói là cửu châu tu sĩ, tu vi cường đại, người mang trọng bảo. Không sai, chính là người này. Hiện giờ vực ngoại rất nhiều thế lực lớn để mắt tới tiểu tử này, vì vậy mời tới tinh toán tử thôi diễn tiểu tử này ở chỗ nào, tinh toán tử thôi diễn nhiều lần, mà tiểu tử này thì là một lần lại một lần bị rất nhiều thế lực tu sĩ tìm kiếm được, nhưng mỗi một lần cũng bị tiểu tử này trốn thoát mất. Hiện giờ tinh toán tử lại thôi diễn một phen, phát hiện Lâm Phong kẻ này vậy mà trốn ở Lam Chiếu Tinh, cho nên rất nhiều thế lực hoài nghi Lâm Phong kẻ này tiến nhập Lam Chiếu Tinh bách nhạc các bên trong tiến hành ẩn núp. Hiện giờ đại binh tiếp cận, hướng phía Lam Chiếu Tinh bước nhanh, đoán chừng là quyết tâm muốn chu sát Lâm Phong. Người này mập mạp trung niên tu sĩ nói, nguyên lai like như thế, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức tiếp tục hỏi, vừa mới vị huynh đài này theo như lời tinh toán tử thì là người nào? Mập mạp trung niên tu sĩ kinh ngạc hỏi, tiểu ca liền tinh toán tử cũng không có nghe nói qua. Lâm Phong nhanh chóng lắc đầu, người này trung niên tu sĩ lộ ra nụ cười, hắn nói, tiểu ca đối với vực ngoại thế giới cường giả rõ ràng quá ít, như vậy xuất ra rèn luyện có thể không làm được, xuất hiện ở đến rèn luyện lúc trước, hẳn là trước cẩn thận rõ ràng một chút vực ngoại thế lực cấu tạo cùng rất nhiều cường đại tu sĩ để tránh lịch lúc luyện đắc tội một ít không nên đắc tội người huynh đài nói có lý tại hạ ghi nhớ lâm phong nhanh chóng nói trung niên tu sĩ thì là lộ ra một tia tự đắc biểu tình tựa hồ là có chút hưởng thụ loại này chỉ điểm gian sơn cảm giác hắn tiếp tục nói cái này tinh toán tử cũng không phải là một người bình thường tin đồn người này nắm giữ lấy cực kỳ huyền diệu thôi diễn chi thuật có thể thôi diễn xuất ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình liền rất nhiều thế lực lớn đối với tinh toán tử này đều là khách khách khí khí đem nhìn tới vì thượng khách còn có như vậy kỳ nhân thật muốn đi bái phỏng một chút tinh toán tử chỉ là không biết tinh toán tử người này ở chỗ nào lâm phong hỏi tinh toán tử cư trú ở trong ma long phủ bất quá muốn gặp được người này có thể cũng không dễ dàng trung niên tu sĩ nói sự do người làm không thử một chút nhìn làm sao biết không được đâu này lâm phong không khỏi mỉm cười ban đêm lâm phong đi tới bên ngoài ma long phủ cả tòa khổng lồ ma long phủ cũng bị cấm chế bao phủ lại muốn đi vào trong đó tất nhiên hội đụng vào cấm chế một khi chạm đến cấm chế tất nhiên sẽ bị phát hiện duy nhất an toàn nhập khẩu chính là đại môn thế nhưng đại môn nơi này có trăm tên hộ vệ thủ vệ có thể nói thủ vệ nghiêm ngặt hơn nữa còn có kính chiếu yêu treo tại đại môn phía trên bất luận kẻ nào cũng không có chỗ che giấu muốn từ trong cửa lớn tiến nhập ma long phủ cũng là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình lâm phong tìm hiểu một phen biết một cái tin tức kinh người nguyên lai rất nhiều thế lực cao tầng đều tập trung trong ma long phủ thương nghị đối phó phương pháp của mình bởi vậy ma long phủ bên trong hiện tại có thể nói là cao thủ nhiều như mây đế cảnh cao thủ sợ là không dưới trăm người hơn nữa đều là đẳng cấp rất cao đế cảnh cao thủ mạnh mẽ xông tới ma long phủ hiển nhiên cực kỳ không thực tế một khi kinh động đến ma long phủ bên trong đế cảnh cao thủ đến lúc sau tất nhiên chỉ còn đường chết bởi vậy Hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là ý nghĩ nghĩ cách lần vào ma long phủ ở trong. Tinh toán tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, ma long phủ một nhóm, đối với Lâm Phong mà nói, có thể nói là thế tại phải làm. Nên như thế nào tiến vào? Lâm Phong không khỏi nhíu mày, hiện tại hiện giờ tiến nhập ma long phủ ở trong là mấu chốt nhất sự tình. Nếu như không có cánh nào tiến nhập ma long phủ bên trong, làm sao nói đánh chết tinh toán tử người này? Giá giá giá, vừa lúc đó ba đầu hung thú lôi kéo một cỗ thú xe nghiền thiên mà đến. Kia chiếc thú xe đứng tại ma long phủ bên ngoài, người phương nào tỏa giá, còn không mau mau dừng lại. Hộ vệ thủ lĩnh lạnh lùng nói, đánh xe chính là một người trung niên nữ tu, nàng lạnh lùng nói, mù mắt chó của ngươi không thành, liền tinh vân tiên tử tỏa giá cũng không nhận ra. Cái gì, này trong xe ngồi lên chính là tinh vân tiên tử, hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt liền biến đổi, tinh vân tiên tử thế nhưng là tinh không thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hơn nữa, lai lịch của Tinh Vân Tiên tử thật lớn. Nghe nói, vị Tinh Vân Tiên tử này cùng ma giới có quan hệ. Còn không mau mau cút ra, trung niên nữ tử lạnh lùng khiển trách quát mắng, thái độ có thể nói ngang ngược cản dỡ đến cực điểm. Chương 3357, ban đầu quen. Bị một tên người phu xe như thế dằn dậy, tên hộ vệ này thủ lĩnh cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong nội tâm vô cùng tức giận. Thế nhưng, nghĩ vậy xe xịn phu chính là Tinh Vân Tiên tử Sa Phu tên hộ vệ này trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám động thủ. Bất quá hắn cũng không có tránh ra. Hộ vệ thủ lĩnh nói, từng tiến nhập ma long phủ tu sĩ đều muốn chịu kiểm tra, này là trách nhiệm của chúng ta. Kính xin tinh vân tiên tử thông cảm chúng ta phía dưới người khó xử. Đánh xe trung niên nữ tử nghe được hộ vệ thủ lĩnh lời nói này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Một đạo như hoàng oanh lượn lờ thanh âm êm tai thanh âm từ thú trong xe truyền ra, dung cô cô. Chớ để khó hơn nữa vì những hộ vệ này, bọn họ cũng là ấn quy củ làm việc. Này đạo thanh âm rơi xuống về sau, xem bị mở ra, một tên che mặt nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt, chắc hẳn chính là tinh vân tiên tử. Hộ vệ thủ lĩnh nhìn thú trong xe liếc một cái, không có phát hiện cái gì dị thường. Đón lấy nhân tiện nói, đem kính chiếu yêu mở ra. Cẩn thận kiểm tra một phen, vị này được xưng là dung cô cô trung niên nữ tử con người nhất thời phát lạnh, chẳng lẽ là cho mặt không biết xấu hổ hay sao? vị dung cô cô này tính tình là cực kém thế nhưng tu vi của nàng cũng rất đáng sợ lúc nàng tức giận thời điểm trong thân thể phát ra một cỗ khí tức kinh khủng phịch phịch hộ vệ thủ lĩnh khó có thể thừa nhận trực tiếp quỳ xuống xung quanh trên trăm danh hộ vệ cũng nhao nhao quỳ xuống hộ vệ thủ lĩnh muốn nói chuyện hắn ngạc nhiên phát hiện thậm chí một câu đều cũng không nói ra được hắn cảm giác thân thể của mình tùy thời tùy chỗ đều muốn nứt vỡ loại cảm giác này thật sự là quá tệ hộ vệ thủ lĩnh là một người chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đại đế cảnh giới cường giả hắn thậm chí không dám tưởng tượng người này đánh xe nữ tử đến cùng là cấp bậc gì tồn tại đế quân cũng hoặc là đế tông hộ vệ thủ lĩnh trong nội tâm không khỏi ngạc nhiên thất sắc nghĩ đến dung cô cô tha những người này a à, bọn họ nếu là muốn động dùng kính chiếu yêu liền vận dụng kính chiếu yêu a à. tinh vân tiên tử nói thanh âm của nàng như cũng như thế êm tai chỉ nghe thanh âm là có thể yêu mến một người Tinh vân tiên tử có lẽ liền là một nữ nhân như thế. Không cần nhìn thân hình của nàng, không cần nhìn dung mạo của nàng. Chỉ nghe được thanh âm của nàng là có thể làm cho người ta kìm lòng không được yêu mến nàng. Hừ, tha các người mạng chó là được, nhanh chóng điều tra, chớ để làm trễ nãi tiểu thư nhà ta thời gian. Hộ vệ thủ lĩnh tự nhiên hiểu được như thế nào làm người, giờ này khắc này ở đâu còn dám vận dụng kính chiếu yêu dò xét, hắn nhanh chóng nói, vừa mới là nhỏ nói lỡ, kính xin đại nhân cùng tinh vân tiên tử tha thứ tiểu nhân lần này, đại nhân cùng tinh vân tiên tử đều là đại nhân vật, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì được. Thật sự là là cẩu, không quất người trước hết tử căn bản không nhớ lâu. Vị dung cô cô này tức giận nói, hộ vệ thủ lĩnh cười khổ, nhưng là không dám phản bác, hắn nếu là thật sự dám phản bác, bị vị này dung cô cô một trưởng chụp chết, đến lúc sau cũng là chết vô ích. Ma Long tộc cũng sẽ không vì mình đắc tội cường giả như vậy. Tinh vân tiên tử trở lại thú xe ở trong, dèm lần nữa kéo lên. Mà dung cô cô thì là vội vàng thú xe tiến nhập ma long phủ bên trong. Chiếc xe này cũng không phải là cái gì con kiến nhỏ cũng có thể bỏ lên, tiên xe phi phàm, nhỏ yếu con kiến bỏ lên, không chịu nổi nơi này khí tức, chỉ sợ ném đi tánh mạng. Tinh vân tiên tử ngồi ở thú xe ở trong, đưa tay hướng phía thú trong xe một con kiến nhẹ nhàng khẽ điểm. Bá, bỗng nhiên, hào quang lóe lên, thú xe ở trong con kiến vậy mà biến thành một người tu sĩ. Người này tu sĩ không phải người khác, chính là Lâm Phong. Thú xe phi phàm, rậm rạp cấm chế, kính chiếu yêu căn bản vô pháp tìm kiếm thú trong xe tình huống. Bởi vậy, thú xe mở ra thời điểm, Lâm Phong thi triển ra đại hóa hình thuật, biến thành một con kiến, trốn ở thú xe ở trong. Tiến tới tránh thoát kính chiếu yêu dò xét, Lâm Phong vốn là muốn muốn vô thanh vô tức rời đi. Ai từng muốn đến, lại bị vị tinh vân tiên tử này phát hiện. Lâm Phong đưa tay đón đỡ tinh vân tiên tử một kích. Phanh cùng với một đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm, tinh vân tiên tử cùng lâm phong lần đầu tiên đụng vào nhau. Thú xe ở trong cách âm, phía ngoài dung cô cô chưa từng phát hiện, tiên tử hà tất như thế hùng hổ dọa người. Lâm phong hỏi, lẻn vào thú xe ở trong, tiến tới tiến nhập ma long phủ bên trong, ngươi là ai? Làm như vậy lại có mục đích gì? Tinh vân tiên tử lạnh lùng nói, ung um tùm bàn tay như ngọc trắng liên tục biến ảo. Xuất hủy nhập thần, hướng phía lâm phong cái cổ chộp tới. Tiên tử tới Ma Long phủ lại có chuyện gì?" Lâm Phong hỏi, hắn lần nữa xuất thủ, một phát bắt được Tinh Vân tiên tử bàn tay như ngọc trắng. "Chuyện của ta, vì sao báo cho ngươi?" Tinh Vân tiên tử hừ lạnh một tiếng, nâng lên đùi ngọc, hướng phía Lâm Phong đá vào. Lâm Phong tay phải bắt lấy Tinh Vân tiên tử bàn tay như ngọc trắng, tay trái thì là một phát bắt được Tinh Vân tiên tử cổ chân. Sau đó nói, "Có lẽ chúng ta có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Thả ta ra." tinh vân tiên tử ác hung hăng trợn mắt nhìn lâm phong liếc một cái nàng vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay bắt lại người nam nhân trước mắt này nhưng ai từng muốn đến cận thân tác chiến chính mình vậy mà bị thua ngược lại bị người nam tử này ngăn chặn mặc dù không có bị hoàn toàn chế trụ nhưng tinh vân tiên tử cảm giác lực lượng thập phần cường đại nàng cảm giác tại thú xe như thế hẹp hòi trong không gian trước mắt người nam tử này nếu là muốn động tay giết chết chính mình chính mình rất có thể vô pháp chống lại hắn cận thân chém giết tinh vân tiên tử luôn luôn đối với chính mình cận thân tác chiến năng lực hết sức tự tin đây là nàng lần đầu tiên cảm giác mình cận thân tác chiến năng lực so ra kém người khác điều này làm cho tinh vân tiên tử hết sức tò mò trước mắt người nam tử này rốt cuộc là người phương nào tiên tử thật sự là tại hạ trong bụng run đũa a tại hạ cũng là nghĩ như vậy được hơn nữa lặng lặng nhìn một tên tuyệt đại tiên tử sau đó lại cùng người này tuyệt đại tiên tử phát sinh một ít khó quên sự tình thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ. Lâm Phong mỉm cười nói, hắn thả tinh vân tiên tử, tinh vân tiên tử thì là không khỏi trợn trắng mắt, hung dữ nhìn về phía Lâm Phong, nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Lâm Phong oan uổng nói, ý của ta là nói cùng tinh vân tiên tử đàm luận tình, tiên tử nghĩ đi nơi nào. Hẳn là nghĩ sai, tinh vân tiên tử hiện tại có một loại một quyền trùy chết Lâm Phong xúc động. Rõ ràng là trước mắt đồ vô sỉ này đem chính mình cho mang lệch ra hỗn đản này lại vẫn dám nói là mình nghĩ sai thế gian sao giống như này vô liêm xỉ người ngươi đến cùng là người nào tới đây làm cái gì nếu là trả lời không cho ta hài lòng hậu quả như thế nào ngươi nên biết tinh vân tiên tử lạnh lùng nhìn về phía lâm phong cửu châu nhân tộc tu sĩ lâm phong tới đây giết người lâm phong nói nguyên lai like ngươi chính là lâm phong đó tinh vân tiên tử nhìn thật sâu lâm phong liếc một cái hiển nhiên đối với gần nhất bị tất cả thế lực lớn truy nã lâm phong cũng có chỗ hiểu rõ Đón lấy nàng châm chọc nói, nơi này tụ tập rất nhiều thế lực trên trăm danh đại đế, ta xem ngươi không phải là tới đây giết người, mà là tới đây chịu chết được. Chương 3358, vây khốn thú. Lâm Phong nói, giết người vô hình, trôi qua tự nhiên. Lấy thủ đoạn của ta, giết người về sau lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng sẽ không có người có thể đủ phát hiện ta. Hừ, Tinh Vân Tiên tử hừ lạnh một tiếng, nhưng không có phản bác Lâm Phong lời nói này. Cao thủ vừa ra tay, đã biết có hay không, vừa mới Tinh Vân Tiên tử cùng Lâm Phong giao thủ, đã thăm dò ra Lâm Phong sâu cạn. Đúng là một người lợi hại vật, bất quá Tinh Vân Tiên tử ít nhiều vẫn còn có chút không phục. Tuy Tinh Vân Tiên tử cũng rất am hiểu cận thân tác chiến, thế nhưng cận thân tác chiến cũng không phải Tinh Vân Tiên tử cường đại nhất thủ đoạn. Tinh Vân Tiên tử cường đại nhất thủ đoạn vẫn là đối với thần thông vận dụng lên mặt. Bởi vậy, Tinh Vân Tiên tử cảm thấy nếu là thần thông quyết đấu, Lâm Phong đừng hòng tại nàng nơi này lấy được bất kỳ tiện nghi. Bây giờ là có thể hay không giúp ta bảo thủ bí mật." Lâm Phong lần nữa hỏi, hắn tới đây tin tức không thể tiết lộ, bằng không tất nhiên hội dẫn lửa thiêu thân. Điểm này, Lâm Phong hết sức rõ ràng, ngươi muốn giết người đó." Tinh Vân tiên tử hỏi. Tinh toán tử, Lâm Phong không có giấu giếm Tinh Vân tiên tử, nói thẳng. Người này xác thực đáng chết." Tinh Vân tiên tử nói. Lâm Phong hơi kinh ngạc không ngờ tới tinh vân tiên tử vậy mà có thể nói như vậy tinh vân tiên tử vì sao cảm thấy tinh toán tử đáng chết trong chuyện này hẳn là có cái gì ẩn tình hay sao chỉ là tinh vân tiên tử tựa hồ cũng không có cùng lâm phong mảnh trò chuyện chuyện này ý tứ bởi vậy lâm phong cũng chưa từng hỏi nhiều ngươi có thể rời đi tinh vân tiên tử nói lâm phong nhìn về phía tinh vân tiên tử vừa cười vừa nói tiên tư uyển chuyển thanh âm êm tai ta rất muốn biết dưới khăn che mặt là bực nào dung nhan tuyệt thế không biết hôm nay có hay không có may mắn vừa nhìn tinh vân tiên tử giống như cười mà không phải cười nói nhìn về sau là phải trả giá thật lớn nhìn tiên tử này thần sắc hôm nay ta nhất định vô pháp đánh giá tuyệt thế tiên nhan lâm phong mở ra cửa xe dung cô cô lúc này mới phát hiện lâm phong nhất thời cả kinh đều muốn động thủ nhưng bị tinh vân tiên tử kịp thời quát bảo ngưng lại sau này còn gặp lại lâm phong quay đầu nhìn thoáng qua tinh vân tiên tử lập tức vừa cười vừa nói hắn chưa từng dừng lại rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm. Tiểu thư, hắn là người phương nào? Dung cô cô nghi ngờ hỏi. Lâm Phong, một cái mười phần thú vị người. Tinh vân tiên tử lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chính là Lâm Phong đó. Dung cô cô hiển nhiên cũng đã được nghe nói Lâm Phong thanh danh, biết được vừa mới nam tử chính là Lâm Phong, hiển lộ 10 phần giật mình. Tiến nhập ma long phủ bên trong muốn tìm kiếm tinh toán tử chỗ cư trụ thật sự là quá dễ dàng. Lâm Phong tiềm núp trong bóng tối, thấy được một tên tỷ nữ đi ngang qua, sau đó thần niệm lặng yên không một tiếng động xâm nhập tỷ nữ trong óc tìm kiếm về tinh toán tử tung tích. Tại tỷ nữ trong trí nhớ, tinh toán tử là một tôn vô cùng khủng bố nhân vật. Bởi vì, tinh toán tử này cuối cùng không ngừng để cho tinh vực thế lực đem hoàn bích chi thân nữ tử đưa đến chỗ của hắn. Mỗi một lần, ít nhất đều là 10 người, nghe nói, thái bổ về sau, tinh toán tử hội đem những cô gái kia trở thành đồ ăn ăn tươi. Hơn nữa là ăn sống sống bóc lột, vô cùng tàn nhẫn, hiện nay, ma long phủ bên trong kỳ nữ mỗi người nói tinh toán tử biến sắc. Sợ mình ngày nào đó cũng bị đưa đến tinh toán tử nơi nào đây. Giết đi tinh toán tử người này, không biết hội giải cứu ít nhiều vô tội nữ tử. Đây là tích lũy đại công đức sự tình. Lâm Phong tại người này tỷ nữ trong trí nhớ tìm được về tinh toán tử chỗ ở vị trí. Thưa dịp đêm tối, Lâm Phong rất nhanh ẩn núp mà đi, nơi này hàm chứa người đến, u ám, Lâm Phong thấy được tại đình viện xung quanh, phiêu đãng từng đạo thân ảnh vậy mà toàn bộ đều là cô hồn dã quỷ những cô hồn dã quỷ đó đều là nữ tử bởi vì chết quá thảm rồi cho nên oán khí rất nặng sau khi chết biến thành quỷ vật những cô hồn dã quỷ đó tự nhiên là muốn tìm tinh toán tử lấy mạng làm gì được tu vi không đủ căn bản tổn thương không được tinh toán tử khó trách nơi đây không người nào dám qua buổi tối nơi này chuyện ma quái người bình thường căn bản không dám qua dù cho không sợ những cái này quỷ vật người đoán chừng cũng không nguyện ý cùng tinh toán tử như vậy biến thái sản sinh quá nhiều cùng xuất hiện. Lâm Phong không khỏi tự nói, hắn vừa mới ẩn núp tiến nhập trong đình viện, liền đã nghe được một đạo có tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền ra. Đón lấy thanh âm lập tức im bặt, Lâm Phong suy đoán, rất có thể là đưa đến tinh toán tử nơi này nữ tử chịu khổ độc thủ. Tên khốn kiếp này, Lâm Phong không khỏi mắng một tiếng, một bên hướng phía tinh toán tử chỗ gian phòng lao đi. Một bên đánh ra từng đạo trận văn, trực tiếp phong tỏa lại cả tòa đình viện đem đình viện phong tỏa lại về sau lâm phong rồi mới thở dài ra một hơi kể từ đó vô luận gây ra bao nhiêu động tính còn không sợ kinh động các tu sĩ khác phanh lâm phong đi đến cổng môn một cước đem cửa phòng đá văng đón lấy lâm phong tiến nhập trong phòng liền thấy được để cho hắn không khỏi hơi bị buồn nôn một màn trên mặt đất nằm một tên chết đi nữ tử mà tinh toán tử đang tại gặm ăn thân thể của cô gái kia trừ cô gái kia ra lâm phong còn chứng kiến một chút chân cụt tay đứt hiển nhiên tại cô gái kia lúc trước hẳn là còn đã chết không ít người chỉ là những người kia trên cơ bản cũng bị tinh toán tử ăn ngươi là ai thấy được lâm phong sau khi đi vào tinh toán tử trong con ngươi nhất thời hiện ra lành lạnh sát ý giết ngươi người lâm phong lạnh lùng nói nghe vậy tinh toán tử nhất thời cười lạnh người tính toán thơm bơ vậy sao cũng dám tại bổn tỏa trước mặt lớn như thế ngôn bất tàm tiểu tử đi tìm chết Tinh toán tử nhảy lên, hướng phía Lâm Phong một trưởng đánh giết mà đến. Tinh toán tử này không chỉ có tại thôi diễn chi thuật phía trên có cực kỳ cao thâm tạo nghệ, tu vi cũng vô cùng cường đại, dĩ nhiên là một tôn tiên đế cấp bậc cường giả. Thế nhưng là mặc dù tiên đế thì như thế nào, trước mặt Lâm Phong vẫn chờ mình không ra cái gì bọt nước. Đối mặt với tinh toán tử công kích, Lâm Phong một trưởng đón đánh mà đi. Phanh, hai bên nhất thời đụng đụng vào nhau, kia mạnh mẽ lực lượng tuôn động mà ra. A. Wow tinh toán tử bị lâm phong một trường đập bay ra ngoài, giữa không trung đại khẩu thổ huyết. Trên mặt của hắn lộ ra ngạc nhiên đến cực điểm biểu tình. Trẻ tuổi như vậy tu sĩ, vậy mà có được đáng sợ như vậy tu vi. Hơn nữa, trước mắt người này tu sĩ, còn là một người nhân tộc tu sĩ. Tinh toán tử trong óc nhất thời hiện ra một người, ngươi là Lâm Phong, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm nói, chính là ta, có hay không không nghĩ tới ta sẽ tự mình đến chỗ này lấy tính mệnh của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nhìn về phía tinh toán tử, trong con ngươi, tràn đầy lành lạnh sát ý. Tiểu tử, thật sự là thiên đường phải đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nơi này chính là Ma Long Phủ, cao thủ nhiều như mây, ngươi đến chỗ này, căn bản chính là tự tìm đường chết. Tiếng nói hạ xuống, tinh toán tử tế ra hơn 10 đạo ngọc phù. Đón lấy, hơn 10 đạo ngọc phù hướng phía Lâm Phong bay tới, trực tiếp bùng nổ. Tinh toán tử muốn dùng ngọc phù bạo tạc năng lượng ngăn chặn Lâm Phong mà hắn bản thân thì là một trưởng đem nóc nhà nứt vỡ. Lập tức, hướng phía bên ngoài rất nhanh phóng đi, chương 3359, lệ quỷ cắn thân. Âm âm một tiếng vang thật lớn truyền ra, hơn 10 khối ngọc phù bạo tạc về sau sinh ra khủng bố năng lượng trong chớp mắt bao phủ hướng Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong phản ứng thật sự là quá nhanh, quay người hướng phía đằng sau lao đi. Tránh thoát ngọc phù bạo tạc sinh ra uy lực, lúc này, tinh toán tử đã xông ra đến bên ngoài, hắn muốn tiến đến gọi người, nhưng phát hiện cả tòa đình viện cũng bị cấm chế phong tỏa lại lâm phong đuổi tới thần sắc hờ hững nói tinh toán tử nghe nói người thôi diễn chi thuật đã đến đăng phong tạo cực tình trạng người có từng thôi diễn đến người hôm nay hội chết ở chỗ này sắc mặt của tinh toán tử âm trầm vô cùng hắn lạnh lùng nói muốn giết ta có thể không phải chuyện dễ dàng như vậy bá hào quang lóe lên tinh toán tử tế ra một kiện bảo bối kiện bảo bối này dĩ nhiên là một kiện ma phiên loại trí bảo cái này ma phiên loại trí bảo nhẹ nhàng huy động một chút, liền xuất hiện vô cùng vô tận ác quỷ. Những cái kia ác quỷ, toàn bộ hướng phía lâm phong đánh giết mà đến. Kiện vạn quỷ phiên này bổn tỏa chọn vẹn luyện chế ra 12 thời gian vạn năm, vốn cái này trí bảo chính là bổn tỏa ẩn giấu bảo bối, đơn giản trong đó, bổn tỏa sẽ không vận dụng cái này trí bảo, để tránh bại lộ chính mình ngọn nguồn. Bài, nhưng hiện giờ ngươi bức bổn tỏa như thế chi nhanh. Bổn tọa liền sớm vận dụng kiện bảo bối này, để cho ngươi nếm thử vạn quỷ cắn thân mà chết tư vị là như thế nào. Tinh toán tử thanh âm băng lãnh vô cùng, ẩn chứa sát ý ngập trời. Hắn đối với mình cái này trí bảo rõ ràng cho thấy vô cùng tự tin. Bởi vậy dưới cái nhìn của tinh toán tử, Lâm Phong cùng một danh người chết gần như không có cái gì khác nhau. Vô luận Lâm Phong như thế nào dễ dụa, ở trước mặt hắn, cuối cùng cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Lê Y, bén nhọn tiếng kêu chói tai truyền ra, rậm rạp chẳng chịt lệ quỷ phát ra thê lương tiếng gầm, toàn bộ hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Nhiều như vậy lệ quỷ cùng một chỗ tiếng kêu quả thật có thể trong chớp mắt tiêu diệt tu sĩ linh hồn. Bất quá linh hồn của Lâm Phong có hỗn độn cổ đăng bảo hộ, căn bản không sợ vạn quỷ linh hồn công kích. Hừ, hôm nay ta liền thu ngươi vạn quỷ, Lâm Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay lên. Trong nháy mắt, một kiện bảo bối bay ra, kiện bảo bối này, chính là dưỡng quỷ quán. Lúc trước hai đại quỷ đế chính là dưỡng quỷ quán bên trong đản xanh ra dưỡng quỷ quán là những cái này quỷ vật khắc tinh. Ông, dưỡng quỷ quán lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đã tuôn ra vô cùng cường đại thôn vệ chi lực. Một cỗ mạnh mẽ thôn vệ chi lực trực tiếp quấn lấy đánh giết mà đến một đám lệ quỷ. Những cái kia lệ quỷ, toàn bộ cũng bị dưỡng quỷ quán nuốt vào trong đó. Không không không, thấy như vậy một màn về sau con mắt của tinh toán tử đều trở nên huyết hồng lên. Hắn bồi dưỡng những cái kia lệ quỷ hạng gì khó khăn. Thế nhưng là, những cái kia lệ quỷ lại bị lâm phong dưỡng quỷ quán cho thôn phệ tinh toán tử quả thật hận muốn điên a à. hiện tại liền hận không thể đem lâm phong cho phanh thây xé xác nhưng sự thật tình huống lại là hắn đã rơi vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh bên trong nguyên bản tinh toán tử muốn dựa theo vạn quỷ phiên đối phó lâm phong hiện giờ vạn quỷ phiên vạn quỷ cũng bị lâm phong dưỡng quỷ quán cho thôn phệ uy lực của vạn quỷ phiên đã vô pháp phát huy được vèo tinh toán tử quay người hướng phía bên ngoài đình viện mặt phóng đi hắn tế ra trên trăm quả ngọc phù. Oanh, những cái kia ngọc phù đồng thời bạo tạc, sinh ra hủy thiên diệt địa năng lượng, ngọc phù muốn hủy diệt Lâm Phong bố trí đại trận, thế nhưng, ngọc phù bạo tạc năng lượng lại bị Lâm Phong bố trí đại trận cho chặn lại. Tinh toán tử ý định rơi vào khoảng không, mà lúc này đây Lâm Phong đã đi tới bên người tinh toán tử, một quyền hướng phía tinh toán tử đánh giết mà đi. Một quyền kia chịu uy, phá toái thiên địa, tinh toán tử dưới sự gấp gáp cùng Lâm Phong đối oanh một quyền, răng rắc răng rắc, cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Lâm Phong kia cái thế vô địch một quyền đón lấy đánh giết tại trên lồng ngực của tinh toán tử mặt. Răng rắc răng rắc, tinh toán tử lồng ngực vị trí xương cốt trực tiếp đứt gãy. Tinh toán tử thừa nhận Lâm Phong này khủng bố một kích trực tiếp nhận lấy trọng thương. Phong ấn, đón lấy Lâm Phong đánh ra cấm thần bát phong muốn phong ấn tinh toán tử. Tinh toán tử người này có thể nói đến cực điểm, tội đáng chết vạn lần. Bất quá Lâm Phong không có ý định trực tiếp giết chết hắn. Bởi vì, Vậy cũng lợi cho Tinh toán tử quá, từng đạo phong ấn thêm tại trên người Tinh toán tử, Tinh toán tử trực tiếp bị Lâm Phong phong ấn, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lâm Phong thần sắc hờ hững nhìn về phía Tinh toán tử. Ngươi không thể giết ta à, ta thế nhưng là người của Tinh La môn, chúng ta Tinh La môn cao thu như mây, thậm chí có thánh đế cấp bậc cường giả tỏa chấn, hơn nữa từng cái am hiểu thôi diễn chi thuật, nếu ngươi là nếu như giết ta, Tinh La môn sẽ không bỏ qua ngươi tinh toán tử trực tiếp chuyển ra tới thế lực sau lưng tới uy hiếp Lâm Phong. Tinh la môn này, Lâm Phong là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, từ thủ đoạn của tinh toán tử phía trên là có thể nhìn ra tinh la môn này phi phạm chỗ. Có lẽ chính như tinh toán tử nói đồng dạng, thực nếu là giết đi tinh toán tử, có lẽ sẽ đắc tội tinh la môn quái vật khổng lồ này. Thế nhưng là, mặc dù đắc tội tinh la môn quái vật khổng lồ này thì như thế nào? Tinh toán tử người này, hôm nay phải chết. Lâm Phong lạnh lùng nhìn về phía Tinh Toán Tử, nói: "Hôm nay vô luận ngươi chuyển ra tới ai cũng không cứu được ngươi, những năm nay chết thảm trong tay ngươi người vô tội hẳn là rất nhiều a, à. ta xem này bên ngoài đình viện mặt, tụ tập rậm rạp chằng chịt lệ quỷ, những cái kia lệ quỷ hẳn là đều là bị ngươi tàn nhẫn giết chết, oán khí không tiêu tan hình thành lệ quỷ a. À. Ta cũng không tự tay giết ngươi, ta thả những cái kia đối với ngươi hận thấu xương lệ quỷ tới giết ngươi. Không muốn, không muốn, tha cho ta đi, van cầu ngươi tha cho ta đi." Chỉ cần tha ta, để ta làm bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý a." À. Tinh toán tử cao giọng cầu khẩn, hắn thật sự sợ, bởi vì hắn hiện tại bị Lâm Phong phong ấn chặt pháp lực, cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau, như thế nào đối phó bên ngoài những cái kia đối với chính mình hận thấu xương lệ quỷ. Nghĩ đến lấy huyết nhục thân thể chống lại những cái kia lệ quỷ, Tinh toán tử liền có một loại cảm giác không rét mà run. Lâm Phong lạnh lùng nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, đây là ngươi nên được trừng phạt. Tiếng nói hạ xuống, Lâm Phong mở ra đình viện một đạo cấm chế. Sau đó truyền âm cho những cái kia lệ quỷ, nói, tinh toán tử đã bị ta bắt, có cửu oán báo thù, có oán báo oán, toàn bộ tất cả vào đi. Những cái kia tại bên ngoài đình viện mặt quanh quẩn một chỗ lệ quỷ đã nghe được Lâm Phong lời nói này, nhất thời hưng phấn vô cùng, toàn bộ vọt vào. Dậm dạp chằng chịt lệ quỷ, oán độc vô cùng ánh mắt nhìn hướng tinh toán tử. Lâm Phong thấy được những cái này lệ quỷ toàn bộ phi sau khi đi vào, lại phong tỏa đình viện. Tinh toán tử, chúng ta chết rất thảm a, à, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu, người đi chết a." À. Một tôn tôn lệ quỷ gầm hét lên, hướng phía tinh toán tử đánh giết mà đi. "Không được qua đây, đều cút xa một chút cho ta, không được qua đây a." À. Tinh toán tử kinh khủng kêu lên, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản những cái kia lệ quỷ. Dậm dạp chằng chịt lệ quỷ đem tinh toán tử vây lại. Từng con một lệ quỷ, uống tinh toán tử huyết, ăn tinh toán tử thịt. Cuối cùng tinh toán tử bị những cái này lệ quỷ gặm ăn sạch sẽ.